Sáng sớm ngày 31 tháng 12 năm 1978, mỗi người chúng tôi tự bổ sung thêm cơ số đạn cho mình từ chiến lợi phẩm thu được của địch ngày hôm trước. Số đạn còn lại, chúng tôi gom chung lại một chỗ để anh em vận tải lên chuyển về tuyến sau. Tôi đi dọc theo sông Hào, tìm một cái sẻng để bù cho cái của mình đã bị mất hôm trước. May sao, gặp được một cái mà là sẻng xếp của Mỹ đàng hoàng thật là sướng rên luôn. Được một lúc sau, thì anh nuôi gánh lên một gánh vừa cơm vừa nước, phát cho mỗi người hai nắm cơm với cục thịt kho khô mặn chát, kèm gói bột canh nhỏ nhỏ và rót nước từ can nhựa vào đầy bi đông cho chúng tôi. Toàn bộ đơn vị chuyển sang tư thế, chuẩn bị hành quân. Có thời gian thư tả, tôi nhìn ra quang cảnh xung quanh mình, thấy cây cối đổ nát tan tành đè chồng lên nhau. Lò gò là một khu rừng nguyên sinh lâu năm, có những cây cổ thụ rất lớn, thân cây phải cỡ hai ba người ôm. xen lẫn trong đó là những loại cây nhỏ hơn, rồi lại những loại cây nhỏ hơn nữa và dây leo, rồi đủ thứ các loại cây cỏ. tất cả cùng sống, vươn lên đan xen vào nhau, tạo nên một khu rừng rậm rạp. Ánh nắng cũng khó khăn lắm mới chiếu xuống được mặt đất vậy mà chỉ sau mấy ngày hai bên nện nhau bằng đủ loại đạn pháo cối xe tăng càn quét cả một khoảng rừng đã trở thành quang đãng chỉ còn trơ lại những cây cổ thụ to giữa mặt đất hôm trước phủ đầy lá rụng bước đi nhẹ êm chân hôm nay toàn cảnh cây gốc cây có nhiều thân to nhìn giống như có người khổng lồ vừa xé toạc nó ra và giận dữ ném ra chỗ nọ chỗ kia. Mấy cái xác bồn bốt nằm rải rác. Qua một hai ngày nắng đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi, rồi nhặn bu lại xung quanh. Sự tàn phá của chiến tranh thật là khủng khiếp. Khoảng 8 giờ thì có lệnh hành quân. Cả đoàn người lại rồng rắn, nối đuôi nhau bước đi vào rừng. Các khẩu đội hỏa lực phối thuộc 12 ly 7, cối 82 và DKZ của trung đoàn đã rút trở về tuyến sau từ chiều hôm trước. Chỉ còn tiểu đoàn 9 với ba đại đội bộ binh và một đại đội hỏa lực là tiếp tục đi về phía trước. Nhắm theo hướng bắc mà đi, do không bị cây rừng che tầm nhìn nữa, nên tôi nhìn thấy được hình ảnh đoàn quân đi. Cả tiểu đoàn đến lúc này thì không còn nhiều người. Tôi ước chừng có lẽ khoảng 7-80 người là cùng. Không người nào là quần áo lành lặn, đánh nhau lăn lộn cây rừng cào móc làm sao mà nguyên vẹn được men theo bề rừng một đoạn thì chúng tôi cắt thẳng vào rừng mà đi không đi theo đường mòn vì sợ lọt vào bãi mìn và trông của pol pot đến trưa hôm đó chúng tôi đến bìa rừng bên kia đã nhìn thấy đồng trống với nhiều cây bụi lúp xúp xa xa thấp thoáng những cây thốt nốt vươn cao lên trời xanh lệnh dừng quân được ban ra Mọi người nghỉ ăn trưa tại chỗ. Trong lúc đó thì một trung đội được lệnh đi bám địch cùng với trinh sát để chuẩn bị vượt trạng. Đám lính chúng tôi dì tai nhau rằng mình đã đến biên giới rồi. Có anh lại cãi rằng mình đã vượt qua biên giới rồi và hiện đang ở trên đất Campuchia. Thật sự thì chúng tôi cũng không biết mình đã vượt biên giới hay chưa vì đường biên giới chỉ là một thực thể mơ hồ. Có ai thấy cái đường nào hay cái làn danh nào đâu. Buổi trưa rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, xen lẫn tiếng các loại chim rừng hót. Đôi khi vẳng lại tiếng chim cu gáy, hoặc tiếng chim đa đa, nghe mà buồn não ruột. Lại tiếp tục đi về hướng các thân cây tốt nốt. Nhưng lúc này, do băng qua chàng trống nên đội hình phải sẵn ra. Người nọ cách người kia khoảng 10 mét và vận động nấp men theo các bụi cây mà tiến lên. Trên đường đi, ngang qua một cái lều nhỏ như cái lều chăn vịt, nhưng hình dạng giống như một nhà sàn nằm trơ trọi giữa đồng không. Tôi thấy trên lều vẫn còn một đống bàn trông tre nhọn hoắt, chưa được chôn xuống đất. Chợt tôi thấy dùng mình tưởng tượng bàn chân mình mà nằm gọn trên cái bàn trông đó thì trời ơi chịu sao cho thấu đi được một lúc thì đã nhìn thấy có thấp thoáng ở phía xa xa vài nóc nhà theo kế hoạch hành quân đây là phun tà âm nơi đặt căn cứ bộ chỉ huy quân của bộ Pol Pot tại mặt trận Tây Ninh đại đội 2 được lệnh vận động lên tác chiến và các đại đội còn lại thì tàn ra bọc hai bên sườn. Lúc này xung quanh không còn là chẳng có nữa, mà là những cánh đồng khô nứt nẻ. Chúng tôi đang cách bìa phum khoảng một cây số. Các trung đội bộ binh tản ra theo hàng ngang, nấp sau các bờ ruộng mà vận động lên. A-10 của tôi và đại đội bộ chạy theo cách sau bộ binh khoảng 30 mét. Sau này, khi chiến tranh đã lùi xa, được dịp ngồi xem lại các bộ phim về chiến tranh, tôi nhớ lại tình cảnh của mình lúc ấy cũng giống như trong phim vậy. Cũng ôm súng, người chạy trước, người chạy sau. Thấy ý có chỗ nào nấp được thì lủi vào, rồi ngó qua ngó lại, lại tiếp tục chạy lên nữa, rồi lại chúi xuống bờ ruộng. Thực sự nguy hiểm vô cùng, vì địch bên trong có tuyến phòng thủ, mà mình chạy người người ngoài đồng rất dễ ăn đạn. Cả lúc chúng tôi chạy càng đến gần vẫn chưa thấy có sự phản kháng nào từ trong phung chúng tôi lại càng thêm căng thẳng vì mình ở ngoài đồng trống là mục tiêu lộ nên càng phải vận động thật nhanh với thằng lính cối chúng tôi thật khổ mang một ba lô đầy đạn cối dù đã lót cái mền bên trong lưng ba lô rồi nhưng khi chạy mặt ruộng nứt nẻ gồ ghề chân sụp lên sụp xuống những quả đạn cối trên ba lô văng đập vào lưng, đầu điếng. Vẫn là sự im lặng từ phía địch, chỉ còn cách phun khoảng gần 100 mét. Ban chỉ huy đại đội và tiểu đội cối chúng tôi dừng lại, nép ở bờ chờ bê bộ binh áp sát vào phun bám địch. Lúc này, tôi chợt bị đau quặn bụng. Có lẽ do hôm qua sợ quá, nín luôn, nên đến bây giờ thì không chịu nổi nữa, Vậy là mặc cho mọi người Nằm chờ chuẩn bị chiến đấu Tôi vừa quăng ba lô xuống đất Làm vớ ngay lấy cái sẻng Chạy ra cách một đoạn Rồi đào lỗ nhỏ, tụt quần hành sự Chưa kịp làm gì thì một cục đất bay trúng vào người Kèm theo câu chửi thề của thằng ước đêm mẹ mày Đi ra xa mà ịn tối um ai mà chịu được Thế là tôi lại kéo quần Chạy lên, xa thêm một đoạn Trời ơi cái sự đời này, ông bà từ xưa nói không sai, sống trên đời cũng là vì tứ khoái, dù có đứng trên làn danh của cái chết cũng phải giải quyết cho xong cái nợ đời. Mà giải quyết xong rồi thì đúng là nó khoái làm sao. Nhưng xong rồi thì lại nảy sinh rắc rối khác. Số là trong túi áo chỉ có mảnh giấy nhỏ khi cần báo tin cho ai. Xung quanh thì đất ruộng khô nứt nẻ, không có cỏ hay lá cây nên tôi sẽ toạc luôn cái tay áo ở bên trái không có mảnh vải đỏ để xử lý luôn vì dù sao thì cái áo cũng đã rách bươm trở lại tiểu đội tôi đeo ba lô lên trở lại nhưng mở nắp sẵn bên trong các quả đạn đã lắp sẵn ngòi nổ và liều phóng chính chỉ chờ lấy ra là bắn thôi chờ hoài một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì mọi người đều thấp thỏm sốt ruột ngó lên thì chẳng thấy lính bộ minh đâu họ đã đi hết chợt từ trong phum vang lên ba phát súng ak mọi người nhổm lên anh hùng chính trị viên nằm gần chỗ tôi chỉ thiên lên trời hai phát ngưng một chút anh lại bắn thêm ba phát bên trong phum vang lên hai tiếng đáp trả mọi người thở vào nhẹ nhõm vậy là trong phum không có địch những tiếng súng hỏi đáp này là quy ước biết nhận ra nhau theo quy định cộng tròn bằng năm vì máy truyền tin liên lạc ở trong chiến đấu chỉ có đến cấp đại đội liên lạc với tiểu đoàn nên khi trung đội vận động lên xa như vậy chỉ có thể hỏi đáp nhau bằng tiếng súng ak mà thôi sau khi thông tin vô tuyến gọi báo cho tiểu đoàn biết tình hình ở trong phum là không có địch toàn bộ đội hình đứng lên hành quân vào phung qua hết khoảng đồng trống theo con đường mòn vượt qua các gốc cây và bụi tre um tùm chúng tôi rơi vào một khu vực trống trải tương đối rộng một vài ngôi nhà sàn cũ rải rác xung quanh còn khoảng giữa là ba bốn ngôi nhà dài giống như lán trại một cái nhà ở giữa là bếp nấu ăn các chảo quân dụng lớn bằng gang nằm lăn lóc trong góc nhà có cả một bồ thóc lớn và chiếc cối say. Gạo thì chất một đống to, những bao bố tạ. Trên mặt đất, bỏ lăn lóc các cuốn tạp chí tuyên truyền của bọn Pol Pot bằng chữ Khmer. Tôi nhặt lên xem, thấy giống như tạp chí Thế giới tự do của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Tạp chí in bằng giấy trắng láng, nhiều hình ảnh rất đẹp, mà trong đó chủ yếu là những hình ảnh lãnh đạo Khơ Me Đỏ đến đón tiếp lãnh đạo Trung Cộng sang thăm. Những hình ảnh cố vấn Trung Cộng đang huấn luyện cho lính Pol Pot. Hình ảnh người dân Khơ Me đang làm đồng với khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Hình ảnh quân Pol Pot đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhét hai cuốn vào ba lô rồi tiếp tục đi tìm kiếm tiếp. Trong một ngôi nhà, tôi thấy có một cái nón bánh tiêu của bọn Pol Pot và một số cái áo bằng vải gạc ba đin còn khá mới màu nâu nhạt đây chính là quân phục của cố vấn trung quốc trong túi áo còn có hai tờ giấy bạc mười ria của bọn pot hiện nay tôi vẫn còn giữ lại những tờ giấy bạc này để làm kỷ niệm ai nói chế độ pol pot không xài tiền vậy như mèo mù vớ phải cá rán tôi vơ vội tất cả nhét vào ba lô luôn phải hơn 30 năm sau, sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi mới biết được tại sao mà khi chúng tôi vào đến phung tạ âm, một căn cứ chỉ huy lớn của bọn Pốt mà không còn bóng dáng một tên địch nào. Thực tế là theo kế hoạch tác chiến, khi trung đoàn 271 và trung đoàn 429 đánh cửa mở ở cao điểm 11. Trung đoàn 88 đang nằm chờ ngay ở phía sau, chỉ cần bục được cửa mở là trung đoàn 88 vận động lên và đánh vào cứ điểm phun tạ âm. Vì nơi đây đặt bộ chỉ huy của địch và hai khẩu pháo 130 bắn xa đến tận thị xã Tây Ninh. Nhưng vì sau hai ngày chiến đấu mà trung đoàn 271 không đánh bục được cờ mở nên sư đoàn phó 2 phê đã ra lệnh cho trung đoàn 88 không chờ nữa mà cắt rừng đi vòng vượt qua sông Vàm Cỏ sang đánh tà âm. Vì vậy, khi đại đội 9 đến nơi, thì trung đoàn 88 đã đánh xong, thu hai khẩu pháo kéo đi mất rồi. Chúng tôi lấy nước, gạo, chiến lợi phẩm bổ sung đầy đủ. Và trong số chiến lợi phẩm thu được, có một con ngựa thấp còi nữa. Đến chiều gần sập tối, sau khi ăn cơm chiều xong, thì lại có lệnh rút quân ra khỏi phung. Chúng tôi rút đi trong lặng lẽ ra đến ngoài phum khoảng hơn 100 mét thì dừng lại bố trí dọc hai bên đường lộ dẫn vào phum đào công sự chiến đấu đêm cuối năm 1978 sương dần xuống lạnh lại thêm gió đồng thổi không ngừng lạnh thấu dương, tôi mặc chiếc áo của vấn trung cộng vải dày cài tay áo cẩn thận lại thêm cái mền ở bên ngoài mà vẫn lạnh bầu trời trong vắt không một gợn mây Tôi nằm ngửa nhìn lên những vì sao lấp lánh ở trên cao. Trong sao hiệp sĩ vẫn hiên ngang đứng đó bao đời nay. Hai chân dạng ra hùng dũng, thanh gươm mang chéo ngang hông, nhìn rất oai hùng. Lần đầu tiên kể từ ngày ra mặt trận, tôi mới có được một buổi tối thanh thản, ngắm trời, ngắm sao, mơ mộng, nhớ về gia đình, bạn bè, thành phố quê hương, suy nghĩ mông lung tôi thiếp đi ngủ lúc nào không ngay mặc kệ mặt đất gồ ghề ở dưới lưng mặc kệ gió lạnh từng cơn tím môi mặc kệ sương đêm ướt đẫm xung quanh tôi đã ngủ được một giấc thật ngon lành như chưa từng bao giờ được ngủ thức dậy khi tiên nắng chiếu thẳng vào mặt tôi bật dậy nhìn xung quanh mọi người đã dậy hết cả và sinh hoạt rất bình thản như không hề có chiến sự khu vực đứng chân là cánh đồng cỏ. Cách đường lộ khoảng 50 mét, có rất nhiều bụi cây lúp xúp. Có thể dùng làm chỗ trú. Ở phía sau một đoạn có vũng nước rất lớn, sâu như cái ao vậy. Tôi hỏi anh Thiện, đêm qua không thấy ai gọi khác. Anh chỉ cười và nói địch chạy hết rồi. A10 và các đại đội bộ nằm ở giữa nên không cần gác. Và thực sự là từ đó cho đến chiều ngày sau, đêm nào chúng tôi cũng ngủ thẳng cẳng, không phải bị gọi dậy gác nữa. Ngày đầu năm 1979, nắng thật đẹp, có lẽ do Tết Dương Lịch hay sao mà không thấy đại đội hay tiểu đội phân công ai làm gì. Chúng tôi thoải mái, sinh hoạt tự do. Như một thằng con nít, tôi mặc chiếc áo cố vấn, đi la cả sang các trung đội khác để khoe. Có vẻ hãnh diện. Nhìn thấy tôi, ai cũng trầm trồ vì cái áo còn khá mới đến buổi trưa anh nuôi lại cho ăn cơm nắm với cá khô từ bên việt nam mang theo vừa bụng vừa mặn ăn mà cứ thòm thèm mấy con cá tươi quậy ngoai ngoại ngoài vũng nước vậy vì chính sách chín điều năm không cá ngoài vũng cũng không được bắt mấy cọng rau muống dại bò trên đồng cũng không được hái nấu canh chúng tôi chỉ được uống nước lấy củi nấu cơm và phải ăn bằng lương thực, thực phẩm từ Việt Nam mang qua. Ai vi phạm quy định sẽ bị phạt. Ăn cơm xong, trời đang giữa trưa, đám lính chúng tôi rủ nhau đi tắm. Mùa cuối năm, Campuchia lạnh, nhất là khi gió đồng thổi, lạnh sun người. Nên chỉ có thể tắm vào lúc giữa trưa thôi. Nhờ có ánh nắng mặt trời sưởi ấm, cơ thể mới chịu được. Lính chiến, ngoài súng đạn thì không có gì cả. Đánh răng bằng nhúm cỏ thay thế bàn chải đánh răng. Tắm rửa thì không xà bông, giặt quần áo cũng không có xà bông. Nhưng khi đánh trận mà được tắm như vậy cũng là đã sướng lắm rồi. Bọn tôi lấy chiếc dép dâu để kỳ lưng cho nhau. Thằng này kỳ lưng cho thằng kia. Cáu ghét trôi ra hàng đống, thật là đã. Ăn no, tắm mắt, trở về với bụi cây của mình Thằng nào thằng đấy đặt lưng xuống Là ngáy phò phò ngày Bù cho những ngày vất vả hôm trước Chiều hôm đó Có một anh cán bộ B Lâu quá rồi Bây giờ tôi cũng không còn nhớ tên Thấy có con ngựa Nên cũng muốn cưỡi thử chơi Anh lấy cái mềm Lót trên lưng ngựa Rồi nhảy lên phi dọc theo đường lộ Chẳng hiểu thế nào Mà đến khi trở về bước xuống không được Và ngày hôm sau cũng nằm một chỗ. Vì hai bên mông và chỗ xương cùng, da bị lở, đỏ chót. Nằm chốt lại tại đó được hai ngày, thì có lệnh hành quân. Chúng tôi đi một đoạn, thì nhập vào đội hình của tiểu đoàn, cũng nằm dọc theo lộ. Chúng tôi hành quân theo con đường lộ đỏ, hướng ra ngã ba với quốc lộ 7. Con đường lộ 7 này của Campuchia, nối liền với quốc lộ 22 của Việt Nam ngay tại cửa khẩu Sa Mát. Nếu đi thẳng theo đường quốc lộ 22 sang lộ bậy, rồi đến ngã ba này, chỉ khoảng 30 km. Vậy mà cả ngàn người lính phải đi vòng theo đường rừng lò gò, phải lan xả chiến đấu bao nhiêu ngày đêm. Vài trăm người đã phải nằm lại, và những người còn lại phải hành quân bộ bốn năm chục cây số để đến được cách ngã ba này. Trên đường chúng tôi đi, ngang qua một cái phum nhỏ với khoảng 10 ngôi nhà sàn nằm rải rác ở hai bên đường. Nhưng vẫn không một bóng người, không một con chó, con gà hay gia súc nào khác. Tất cả vắng lặng. Có lẽ chỉ có lính mình và thần chết đang lạc vàng xung quanh mà thôi. Cứ thế, chúng tôi cứ nhắm phía trước mà mãi miết bước đi. Đến khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi ra đến ngã ba lộ 7 thật là bất ngờ trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng thật hoành tráng mà mãi về sau này không bao giờ tôi còn được chứng kiến sự kiện nào tương tự như vậy dọc hai bên đường lộ bảy hàng nghìn người lính chiến việt nam nối đuôi nhau nhằm hướng tây mà đi tới trên đường lộ từng đoàn xe cơ giới chở quân xe kéo pháo chạy rầm rập theo cùng một hướng tiếng xe tiếng người tiếng bước chân, tiếng súng ống va chạm, tiếng song nổi khua nhau. Tất cả tạo nên một sự ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ, hừng hực khí thế. Tất cả như đã quên hết chuyện chiến đấu. Lửa đạn mới vừa trải qua. Nhìn thấy các đoàn người đi qua đều đều, mang mảnh vải trắng trên tay áo. Chúng tôi hỏi thăm, thì đúng là lính quân đoàn 3 đang hành tiến. Thì thoảng mới thấy một đoàn vài đỏ đi qua lính chủ lực bộ có khác kéo nhau đi hàng sư đoàn súng ống xe pháo rầm rộ thấy mà phát ham mà họ cũng giàu hơn chúng tôi nữa thấy chúng tôi từ trong rừng ra rách dưới hỏi xin điếu thuốc họ cho mình cả bao để chia nhau hút lính trận là vậy đó chỉ hỏi nhau được vài câu chia sẻ nhau vài điếu thuốc gọi nhau là đồng hương rồi lại chia tay Đường ai nấy đi, mặt mũi cũng không nhớ được, chẳng biết nó tên là gì, quê quán ở đâu. Hòa chung vào đoàn người đó, tiểu đoàn 9 tiếp tục hành quân theo lỗ 7 về hướng Tây. Trên đường đi, đôi khi có những đoàn người gồng gánh, có cả vài chiếc xe bò đi ngược lại với hướng của chúng tôi. Họ là dân Campuchia, đang trên đường tìm về làng quê. Đa số là người già, phụ nữ và trẻ em đàn ông trai tráng rất ít. Nhìn họ cực khổ, quần áo cũ kỹ, rách dưới. Chỉ có một màu đen. Đàn bà phụ nữ, trẻ em, cho đến bà già, đều cắt tóc ngắn ngang cầm. Đúng theo hình mẫu nông dân hợp tác xã bên xứ Trung. Đàn ông thì quấn khăn cà ma ngang thắt lưng, gánh đồ đạc nặng chịu hai vai. Đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi đến phun sở tung có một ngã ba đường rẽ lên hướng bắc gọi là ngã ba sực tung phum này đã có dân về ở nên buổi chiều đã thấy khói bay lên trên các nếp nhà tranh làm cho tôi chợt nhớ đến các bài thơ ngày xưa còn đi học thoảng bay làn khói lam chiều tự nhiên thật là nhớ nhớ nhà quá đỗi phum sực tung này lớn lắm nhiều ngôi nhà sàn nằm gần nhau các đơn vị được bố trí ở chung trong nhà dân. Bộ phận hậu phương của trung đoàn đã đến đây trước để chuẩn bị đón chúng tôi rồi. A10 của chúng tôi gặp lại Dũng Điếc. Nó đón chúng tôi và dẫn về nhà của tiểu đội mình. Người khơ me ở nhà sàn. Ngôi nhà của họ chia thành hai phần rõ rệt. Con người thì ở trên sàn, còn trâu, bò thì ở dưới. Bộ đội ta vào nhà dân ở thì chỉ có răng võng qua mấy cây cột nhà ở dưới sàn mà ngủ chung với châu bò. Dũng đã dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà. Đồ đạc của chúng tôi để lại hậu cứ ở sa mắt hôm trước cũng đã được chuyển đến hết đến đây. Nên chúng tôi chỉ có mỗi việc là nhận lại đồ của mình. Mỗi người giang một cái võng giữa hai cột nhà và ra giếng tắm rửa thôi. Chiều hôm đó, tôi mới được tắm rửa giặt rũ sạch sẽ với cục xà bông đá bảy mươi hai phần dầu tắm rửa xong thay một bộ đồ lành lặn sạch sẽ cảm thấy mát mẻ khoan khoái dũng cũng đã nấu cơm xong bữa cơm có thịt heo kho có canh cải bẹ xanh tất cả đều do hậu cần chuyển từ việt nam sang bữa cơm đó đối với chúng tôi thật sự ngon chưa từng bao giờ có một bữa cơm ngon như vậy cả tiểu đội tôi đã tập trung lại đầy đủ mọi người ăn cơm nói chuyện rôm rả thật vui sau bữa cơm anh thiện đi hội ý trên đại đội chúng tôi cũng quay ra sắp xếp đồ đạc súng ống gọn ghẽ lại và chờ anh thiện họp về buổi tối của lính rất đơn giản chỉ có trà và thuốc anh thiện về tới chúng tôi quây quần lại uống trà và nghe phân công tuy là lính rừng nhưng trà thuốc cũng cầu kỳ. Trà phải là trà Bắc Thái Nguyên, nếu không có điếu thuốc thì thuốc Lào cũng phải là Thái Thụy mới ngon. Một nhúm trà móc cầu Thái Nguyên được bỏ vào cái ca inox của Mỹ. Nước sôi rót đầy vào, cái bi đông nhựa cũng của Mỹ. Rồi úp ngược vào cái ca, nước trào ra một ít ở trong ca. Thấm trà uống thật ngon. Khi hết nước trà thì kéo cái bi đông lên một chút, nước sôi bên trong lại ọc ọc mà chảy ra ca. Ly tách không có, mỗi anh tự mang cái chén sắt của mình ra mà uống. Hết phổ biến tình hình và phân công nhiệm vụ, thì lại quay sang nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện quê mày quê tao, chuyện tình yêu trai gái. Và biết bao nhiều thứ chuyện gì nữa Cứ vậy mà nói hoài Lâu lâu lại vang tiếng điếu cầy kéo nghe rẹt rẹt. Trên nhà sàn thì người ta đã ngủ từ lúc nào rồi. Đêm đó tôi không còn lạnh nhiều vì ở trong phum kín gió mà lại nằm cạnh đống lửa cháy suốt đêm để hun mũi cho châu bò nên ấm lắm. Nằm lắc lư ở trên võng tận hưởng những giờ phút thanh bình. Tôi cảm thấy không gì hạnh phúc bằng. Tôi không còn nghĩ đến chuyện chết chóc, cực khổ của ngày đã qua. Chỉ có nỗi nhớ nhà ra diết Giấc ngủ đến cũng thật nhẹ nhàng. Và tôi đã ngủ thật say cho đến sáng hôm sau. Những ngày sau đó, chúng tôi được nghỉ an dưỡng. Chỉ lo lau chùi vũ khí, súng đạn và viết thư về nhà. Viết thư cho gia đình thì tôi chỉ viết về cho chị hai. Vì ba má tôi là dân lao động, họ không biết đọc. Viết nhiều, viết cho chị nhưng nhắn nhủ cả với mọi người. Mấy cuốn tập giấy trắng mang theo định để học, nhưng rồi cứ xé ra dùng để viết thư. Thư gửi từ đơn vị về đến nhà, trung bình khoảng một tháng mới đến. Địa chỉ hòm thư là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người thì mãi ở tận đâu đó ở vùng rừng núi Campuchia. Thời gian rảnh, tôi cũng lấy sách ra đọc và phát hiện một số trang đã bị xé mất. Tôi biết chắc thủ phạm là thằng Dũng Điếc. Nó dùng giấy để cuốn thuốc dê hoặc để giải quyết cái chuyện kia. Nhưng lúc này tôi cũng không thấy buồn, giận gì nó nữa. Chỉ trải qua một trận đánh cửa mở lò gò, suy nghĩ tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã biết với đời lính trận, mơ ước chỉ để nuôi hy vọng còn sống trở về. Còn thực tại thì sống chết, phó thác cho số phận mà đã là đồng đội trải qua sống chết thì có giận rồi cũng bỏ qua mà thương nhau hơn ở đại đội chúng tôi chỉ có anh hùng chính trị viên là có một cái đài radio tối nào anh cũng mở nghe tin tức nghe ca nhạc và đọc truyện đêm khuya tùy tình hình chiến sự mà có hôm anh mở to có hôm anh mở nhỏ chủ yếu để ban chỉ huy đại đội nghe mà thôi tối hôm đó như thường lệ anh mở radio nghe tin tức và trong bản tin cuối ngày anh đã được nghe một tin mà tất cả mọi người lính đang mong đợi hàng giờ, hàng phút. Phần Đông Bình đã được giải phóng vào lúc 11 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979. Anh Hùng cho lính liên lạc và Văn Thư chạy đi thông báo cho các trung đội biết. Tối hôm đó, như thường lệ, tiểu đội chúng tôi cũng ngồi uống trà, tán dóc uống mãi rồi trà cũng nhạt, nói mãi rồi cũng hết chuyện. Chúng tôi chuẩn bị đi ngủ thì cậu liên lạc đại đội chạy xuống thông báo tin giải phóng nông binh. Nghe được tin, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc không thể nào tả được, giống như mình vừa thoát ra khỏi địa ngục, thấy được ánh sáng của thiên đường. Tôi ngồi thụp xuống, không nói được câu nào, miệng nở nụ cười, nước mắt tự trào ra. Mấy anh em chúng tôi ôm lấy nhau khóc như con nít. Tăng ước bình thường hay tỏ vẻ cứng rắn cho tương xứng với chức vụ tiểu đội phó. Vậy mà lúc này nó cũng sụt sùi, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tăng Dũng bị điếc nên không nghe rõ. Chỉ thấy anh em xôn xao, cười mà lại khóc. Nó cũng đoán ra, hỏi liên tục. Giải phóng nông quanh rồi phải không? Khi thấy anh em gật đầu nó cười to, rồi cũng ôm mặt khóc thu. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và nói một câu, sống rồi, mình sống rồi. Chợt nghe vài tiếng súng AK nổ, gần có, xa có, rồi tiếng súng nối tiếp nhau nổ như tiếng pháo mừng xuân. Những người lính đang hân hoan đón tin mừng. Tôi nghe đã tới mùa xuân đến rất gần. Đêm ấy không ngủ được, nỗi vui mừng không bút mực nào tả hết. Niềm hy vọng sống sót được trở về trong tôi đã bùng lên mạnh mẽ. Suốt cả đêm tôi không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để gặp lại những bạn bè cùng chia sẻ niềm vui này. Sáng hôm sau, vừa ăn cơm xong, tôi đã vội trốn sang mê một để gặp thằng Long Nho, đồng hương quận Phú Nhuận. Long cũng đang muốn gặp tôi và các bạn khác Thế là chúng tôi cùng nhau sang B2 để gặp Trang quận 6 và Kiều Phú Nhuận. Đến nơi thì Thế Chí cũng đã qua đó. Năm thằng lính Sài Gòn ngồi lại với nhau. Lại thêm mấy anh em lính Bắc nữa. Ai cũng muốn nói lên niềm vui mừng của riêng mình. Chỉ 12 tháng trước, 6 thằng Sài Gòn chúng tôi, tân binh trần ướt trần giáo vào bộ đội. Vào đội hình đại đội 2 tiểu đoàn 9 lăn lộn qua vài trận đánh. Đến giờ chỉ còn 5, Đức đã nằm lại ở trận cửa mở lò gò. Đám tham mưu còn chúng tôi vạch sẵn đường tương lai ở phía trước. Chiến tranh đã kết thúc, chế độ Pol Pot tàn rã, không còn kẻ thù nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi, tình hình ổn định, thì Việt Nam sẽ rút quân về. Rồi chúng tôi sẽ được giải ngũ trở về, hoặc chí ít cũng được về phép thăm nhà chúng tôi hẹn với nhau về sài gòn phải kiếm thăm nhau phải luôn luôn giữ liên lạc và sẽ không bao giờ quên những ngày tháng cùng chiến đấu bên nhau các anh lính khác cũng vậy thái bình hà nam hà tây ai cũng vui mừng nói cười rôm rả hẹn nhau ngày về quê hương trong tâm trạng lâng lâng Vui mừng trước tin chiến thắng đó, tôi trở về tiểu đội mình, lấy giấy bút ra viết thư gửi về cho chị Hai. Tôi kể cho chị nghe những nỗi vui mừng của mình và của toàn anh em trong đơn vị, kể về những người dân Campuchia đã hồi sinh như thế nào. Và nhờ chị nhắn lại với ba má rằng đã hòa bình rồi, tôi sắp được về rồi. Cứ vậy mà những suy nghĩ ngây thơ của tôi cứ tuôn trào lên trang thư gửi về hậu phương. Chiều hôm đó, tiểu đội tôi được làm một bữa liên hoan nội bộ với cá khô trên giòn, cơm tràn nước mắm cô. Có thêm bột ngọt và vài muỗng dầu ăn. Vậy thôi, mà đã ngon hơn biết bao nhiêu bữa khác. Và cũng trong bữa ăn đó đã xảy ra một chuyện mà tôi nhớ mãi trong đời lính. Những người lính chúng tôi từ nhiều miền đất nước cùng về chung một đơn vị với nhau nên dẫu như thế nào thì cũng có đôi chút khác biệt về văn hóa phong tục tập quán ngôn ngữ địa phương và cũng không loại trừ tư tưởng kỳ thị vùng miền trong tiểu đội chỉ có tôi là người sài gòn đôi khi cũng cảm thấy mình cô độc tuy nhiên với tính tình hòa đồng tôi cũng dễ hòa nhập với mọi người nhưng cũng có đôi khi bộc phát những bốc đồng nhất thời gây nên hậu quả không hay buổi trưa hôm đó vì vui mừng và cũng vì được ăn ngon hơn mọi ngày nên trong bữa ăn câu chuyện cũng rộn ràng hơn mấy tay lính bắc kháo nhau về chuyện sẽ có dịp ở sài gòn chơi tất cả các em lính thái bình hà nam ninh khi đi bộ đội vào nam chỉ biết có một chuyến đi duy nhất là từ quân trường ở miền bắc ra thẳng chiến trường ở biên giới chưa từng biết về miền nam hoặc sài gòn ra sao thế nhưng khi nói chuyện thì ra vẻ sành sỏi tôi nghe nhưng cũng không nói gì nhưng tôi ghét nhất chuyện nhục mạ vùng miền đôi khi tôi cũng góp tiếng nói đính chính một vài điều mà anh em nói quá đáng khi nghe rằng xeo nói với tôi một câu dân miền đù chúng mày nó nói chưa tròn câu, thì nắm đấm từ tay tôi đã bay thẳng vào mặt nó. Trong A10, tôi là thằng nhỏ con ốm yếu nhất, và tiếp theo đó là thằng xeo, nên xem ra tôi với nó là đối thủ xứng tầm. Nhưng dẫu sao, nó cũng là nông dân, sức khỏe hơn hẳn thằng thư sinh như tôi. Nhận cú đấm bất ngờ của tôi, nó ngã ngửa ra sau, máu mũi xịt ra. Nhưng ngay khi đó, nó bật dậy, lao vào tôi. Mọi người ôm kéo chúng tôi ra. Nhưng giữa hai đứa chúng tôi cũng đã trao đổi với vài cú đánh. Tôi tặng thêm cho Seo một quả đấm bẩm mắt. Thì Seo cũng gửi lại tôi một cú móc có kèm chiếc nhẫn làm rách một bên mí mắt. Mấy người dân miên chờ trên nhà nghe tiếng la ó cũng vội xuống để chứng kiến hai chiến sĩ Việt Nam đang nện nhau túi bụi. Vậy là sau khi ăn cơm, thay vì nghỉ ngơi thì chúng tôi phải lên ban chỉ huy đại đội ngồi viết bản kiểm điểm suốt cả buổi chiều. Ở trong dân nên những người lính cũng lân la làm quen với người dân ở trong vùng. Bà chủ nhà của tôi là một bà già trược tuổi má tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay lên trên nhà để nói chuyện. Tôi gọi bà bằng má với cách diễn đạt bằng cử chỉ, điệu bộ tôi đã học tập bập bẹ vài tiếng cơ me thông thường. Và cũng hiểu được tình cảm của người dân dành cho chúng tôi. Đối với những người dân Campuchia lúc này, họ rất yêu mến bộ đội Việt Nam, đã cứu họ thoát khỏi địa ngục của Pol bon Pot, và cũng cảm mến vì thấy lính ở mình hiền và tốt với dân. Có hôm, bà thấy chúng tôi ăn uống kham khổ, chỉ toàn cá khô và mắm cô, nên bà mang cho tôi một tô thịt kho nhưng chúng tôi không dám nhận dù thèm rõ rãi vẫn phải nuốt nước bọt vào trong vì theo chín điều quy định và năm điều không dù dân có cho thì bộ đội cũng không được nhận lúc nhìn thấy tôi ngồi vá lại những chỗ rách ở trên áo bà đã giành lấy và ngồi vá giúp tôi vậy đấy tình quân dân cá nước thật thắm thiết trong những ngày đầu trên đất nước campuchia đóng quân ở đó vài hôm thì chúng tôi lại tiếp tục nhận lệnh hành quân sáng hôm lên đường cả tiểu đoàn tập hợp tại bãi đất trống ở giữa phun dưới tán cây cổ thụ rất to tỏa bóng mát rộng ra xung quanh tôi không nhớ anh mậu dê trưởng nói gì nhưng có nói về việc đánh nhau của tôi và xeo rằng đối với suy nghĩ của người dân khơ me chúng tôi là những người đi giải thoát cho họ khỏi cái chết mà lại đối xử với nhau một cách hung dữ như vậy liệu sẽ đối xử với dân Khmer ra sao? Trước lúc phát lệnh hành quân, anh Mậu gọi tôi và Seo bước ra khỏi đội hình và tuyên hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn tiểu đoàn. Tuổi trẻ dễ giận nhưng cũng dễ bỏ qua. Hai thằng tôi làm hòa, bắt tay nhau trước mặt mọi người và toàn bộ đội hình bắt đầu chuyển bước. Lần hành quân này hạnh phúc hơn mấy hôm trước. Chúng tôi chỉ đi bộ một đoạn ra tới đường lộ 7 thì đã có những chiếc xe nhà binh chờ sẵn, mỗi đại đội lên một xe, chỉ hơn 20 người, nhưng có luôn cả vũ khí, ba lô song nổi, thau chậu, thùng xô lỉnh kịch Nên chất lên đầy một xe. Xe chuyển bánh chạy chậm chậm dọc đường lộ 7. Vì tuy là đường láng nhựa, nhưng ổ voi ổ gà khắp nơi, xe không thể tiến nhanh được. Quá trưa, chúng tôi mới đến được bến phà công bông trạm ở phía đông sông Mê Công. Các chuyến phà của công binh đang nhộn nhịp đưa các đoàn xe chuyển quân sang bờ Tây. Tôi không biết là có bao nhiêu đơn vị cấp sư đoàn hay trung đoàn hành quân theo hướng này. Nhưng rất nhiều, toàn đi bằng xe cơ giới. Bộ binh có, pháo binh có, hậu cần có. Chúng tôi phải chờ rất lâu, khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình qua phà phía bờ tây sông mê công vẫn còn nhiều dấu tích các trận đánh của đơn vị mở đường phía trước đạn pháo phá hủy nhiều ngôi nhà nằm sát bờ sông bờ kè đá cũng bể nát nhiều chỗ con đường lộ nhựa cặp bờ sông lỗ chỗ đầy dấu pháo đạn có lẽ trận đánh mở đường vượt sông mê công phải ác liệt lắm mới chiếm được trận địa phòng ngự của bọn pol pot ở đây xe chúng tôi tiếp tục di chuyển về hướng tây xuyên qua thị xã cốc bông tràm đã mấy tháng nay nằm rừng nằm bụi hôm nay tôi mới được đến một khu đô thị nhìn thấy nhà cửa san sát chợt thấy hơi nhớ nhớ sài gòn những lúc này cốc bông tràm là một thành phố ma ngoài những đoàn xe bộ đội hối hả chạy qua không có một bóng người nào trên các ngôi nhà ngõ phố tuy là một trong những đô thị chính của Campuchia, nhưng thị trấn Cô Pung Tràm cũng không lớn lắm, chỉ đi một chút là hết nội đô. Đoàn xe dừng lại, thả cả tiểu đoàn chúng tôi xuống một khu vực vườn điều nằm ngay cạnh đường quốc lộ, đầu ngoại ô thị xã. Tiểu đoàn bố trí đội hình các đại đội nằm dọc theo đường quốc lộ, nấp bóng dưới các gốc cây điều dập mát. Khu vườn điều này cũng khá lớn, rất nhiều gốc điều lâu năm. Có lẽ đang vào mùa điều. Cây nào cũng nhiều quả chín vàng, chín đỏ trên cây. Mùi thơm tỏa ra, thoang thoảng trong không khí. Thật dễ chịu. Bên trong vườn có những giếng nước tưới, được đào cách đều nhau từng đoạn khoảng 100 mét. Giếng nào cũng có một giá đỡ tay quay, nhưng không có gầu và dây. Chúng tôi phải dùng dây võng và xô nước để kéo nước ở dưới giếng lên. Không biết vì lý do gì mà tiểu đoàn 9 phải ở lại đó mấy ngày, nằm chơi là chính, nhưng lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng hành quân. Có một hôm ăn cơm trưa xong, tôi mắc võng dưới gốc điều, nằm lắc lư nghĩ ngợi mông lung. Từ phía ban chỉ huy đại đội, tiếng radio vọng sang, tiếng hát của một cô ca sĩ nào đó với bài hát tôi không biết tựa đề là gì chỉ nhớ lời ca mà mấy tay lính Bắc đặt lại như thế này. Trăng đã lên ngang đầu, dâu đã ra ngang căm. Già rồi u ơi, già rồi u ơi. Con muốn đi lấy chồng, nhưng anh nào cũng chê con già. Giữa trưa yên ắng, vọng đến bài ca đó, làm cho tôi nghe, mà nhớ nhà nẫu ruột. Gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng nhạc vọng đến êm êm, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ ngon giấc thì tôi bị anh Thiện gọi dậy, bảo đi xách nước về cho anh nuôi nấu cơm. Thật sự thì trong lính không cho ngủ trưa quá 3 giờ chiều, vì giấc ngủ trưa quá giờ này không tốt, có thể làm cho mình bị sốt. Tôi thức dậy, cầm lấy hai xô rồi đi ra phía giếng nước. Khu vực này là vùng đất cao, giếng đào sâu khoảng 6-7 mét, nước rất trong, mát lạnh. Tành giếng được đặt bằng ống cống bê tông, đường kính khoảng 1 mét, nên đứng kéo nước cũng an toàn. Tại giếng đã có sẵn một cái xô có cột dây của đại đội để làm gầu múc chung. Khi tôi tới nơi, đã có vài anh ở trung đội khác đang thắp tại đó. Trời cũng đã bắt đầu ngả về chiều, nên tôi cũng nhân tiện tắm luôn rồi xách nước về. Lính trẻ, lúc nào cũng đùa dẫn được tắm cũng nghịch ngợm phá vách nhau. tranh nhau gọc múc nước, xô nước đầy, đang được quay lên lưng trường giếng, thì bị bung quay sách. Thần xô rớt trở lại, chỉ còn cái quay đi lên mà thôi. Một người lấy sợi dây cột vào ngang bụng, rồi bám theo thành giếng, tuột từ từ xuống đáy. Lát sau, anh ta bám theo thành giếng leo trở lên, với cái xô cụt lặng lặng ngang lưng. Bước qua khỏi thành giếng, anh tháo cái xô ra và đẩy sang cho chúng tôi nhìn vào bên trong xô tôi chợt dùng mình thấy có một cái sọ người và một đoạn xương ống anh nói dưới đáy giếng đầy xương và sọ người bọn pol tốt giết người rồi quẳng xuống đấy đám lính chúng tôi không đùa giỡn và cũng không muốn tắm hay lấy nước nữa mọi người thu gom đồ đi qua giếng khác ở gần đó để tắm lại và lấy nước không biết cái giếng này có sọ người ở dưới hay không, nhưng mình chưa thấy có thì xem cái giếng sạch. Khi nào thấy có sọ người thì sẽ bỏ, vậy thôi. Tiểu đoàn thăm lại ở vườn điều có bông tràm cũng mấy ngày. Nên ngay buổi đầu tiên, bê thông tin đã giải dây kết nối điện thoại hữu tuyến từ đại đội bộ về tiểu đoàn bộ. Quân đội Việt Nam sử dụng phương tiện thông tin hữu tuyến là các máy điện thoại từ thạch loại điện thoại cổ lỗ thế hệ đầu tiên trên thế giới nhưng rất hiệu quả đối với đơn vị vận động chiến đấu mệnh lệnh chiến đấu được truyền đạt rất nhanh từ máy a chỉ cần quay tay cho gieo chuông ở máy b là hai máy có thể nói trực tiếp với nhau có một buổi trưa mọi người đang nghỉ ngơi không gian thật yên ắng chợt tiếng chuông điện thoại reo lên có cuộc gọi từ trên tiểu đoàn bộ về tôi nghe tiếng trả lời điện thoại từ phía xe bộ tao đây phía đầu dây bên kia nói gì đó mà chỉ nghe thấy bên này trả lời tao đây có lẽ phía bên kia bực tức chửi rủa gì đó nên nghe thấy bên này dịu giọng dạ báo cáo thủ trưởng em là tao đây ạ nghe đến đó tôi hiểu chuyện thấy buồn cười mà cũng không riêng tôi các anh em khác cũng bật lên cười thành tiếng chuyện là bởi C2 có anh là đội phó tên là Trần Trí Tao, mà anh này cũng có tính nghịch ngợm. Hôm đó, thủ trưởng tiểu đoàn gọi xuống, muốn gặp ban chỉ huy đại đội, cứ nghe trả lời, tao đây. Thì sao mà không tức giận cho được? Nằm chờ đợi mấy ngày ở công phong tràm, rồi cũng đến lúc đi tiếp. Chúng tôi lại gói ghém tất cả đồ đạc lại và lên xe. Đường xá Campuchia nằm đó rất xấu, xe chạy chậm chậm, Bỏ qua các ổ gà Chúng tôi lại tiếp tục theo quốc lộ 7 Đi về hướng Tây Những ngày đầu năm 1979 Quân địch đã tàn giã, bỏ chạy hết Nên bộ đội Việt Nam cũng chủ quan Không lo sợ phục kích Hay miền gì cả Chúng tôi đi trên một vùng đất mênh mông Không có bóng người Đến trưa thì xe dừng lại Ở một phung nhỏ giữa đường Chỉ có khoảng chục ngôi nhà Chúng tôi xuống xe tàn ra đi vào các ngôi nhà và xem xét ở xung quanh. Nhà cửa bỏ hoang lâu ngày, đổ nát tàn hoàng. Không một người hay một con vật nào cả. Tất cả đều vắng lặng. Cây trái cũng không có. Lệnh từ trên truyền xuống, các đơn vị cho nấu cơm. Ăn xong trong vòng một tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục đi. Trong phum không có giếng. Chúng tôi ra múc nước ở cái ao đầu phum về để nấu cơm. Trong lúc múc nước, tôi thấy có nhiều rau muống dại mọc trên mặt nước bên cạnh bờ ao tôi cua đại một nắm bỏ vào thùng nước rồi đi về tôi nhủ thầm ở trong bụng chuẩn bị tinh thần nếu thủ trưởng đã bắt quạt tang mình vi phạm 9 điều năm không thì mình sẽ nói rằng chỉ bỏ rau vào cho nước không bị sóng ra ngoài chứ không có ý vi phạm nhưng cũng không thấy ai nói gì cả mà cũng có ai thấy đâu người nào cũng lo phần biệt của mình lo cơm nước cho xong để tiếp tục đi tiếp vậy là trưa hôm đó tiểu đội tôi được cải thiện với món canh rau muống thật sự lúc đó tôi mới thấm thía cái cảm giác sung sướng khi được thỏa mãn một sự thèm khát đã gần cả tháng rồi chúng tôi ăn cơm nắm gạo sấy cá khô mắm cô cái miệng mặn đắng ra cái bụng thì đói gian chỉ thèm vài cọng rau xanh cho mát dạ vậy mà khi qua miên nhìn tới cọng rau muống dại cũng không được ăn. Sự thèm khát càng thêm dữ dội. Hôm nay, được ăn món canh rau muống này, chúng tôi nói chuyện với nhau rằng hạnh phúc không phải là đấu tranh như các mác nói, mà cũng chẳng phải lý tưởng xa vời gì cả. Hạnh phúc chính là đây. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại tiếp tục hướng Tây thẳng tiến. Đường vẫn xấu và ngày càng xấu hơn xe vẫn bò chậm chạp qua từng đoạn trời nắng chiếu thẳng xuống chúng tôi chỉ có chiếc nón cối che trên đầu bụi đường bốc lên mù mịt mỗi người dùng một chiếc khăn mặt của mình để che mặt che mũi nhưng hít không khí vào cũng ngửi thấy mùi bụi len lỏi vào bên trong đến chiều ngày hôm đó thì chúng tôi đến thị trấn công pông thôm thị trấn này cũng không lớn hơn công pông tràm nhà cửa thì thưa thớt nằm dọc quốc lộ chủ yếu là nhà sàn, chỉ có vài ngôi nhà tường gạch, dường như là của cơ quan hành chính. Cũng vẫn là một thị trấn ma, không một bóng người, không một con vật. Đã đội chúng tôi vào trong một ngôi chùa lớn và ngủ lại qua đêm ở đó. Sau một đêm nghỉ lại công pông thom, sáng sớm hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục hành quân theo quốc lộ 6 thẳng về hướng Tây. Cũng vẫn điệp khúc đường xấu, xe chạy chậm, hàng trăm cây số không một bóng người mãi đến chiều chúng tôi mới đến thị xã xiêm diệp xiêm diệp thì rất nhiều nhà cửa lớn hơn công pông tràm và công pông thom chúng tôi đi ngang qua một dinh thự lớn sau này mới biết đấy là dinh sihanouk ở đây đã thấy có bộ đội của đơn vị nào đã đến trước nhưng không nhiều lắm và trong khu vực nội ô cũng không thấy bóng dáng người dân campuchia Xe đổ chúng tôi xuống một ngôi trường Có lẽ là cũng vùng ngoại ô thôi Vì tôi thấy ở phía sau trường Là một cánh đồng lớn Kéo dài đến bìa rừng phía xa xa Đại đội 2 được bố trí Nằm xung quanh bảo vệ ngôi trường Còn các đại đội khác Và tiểu đoàn bộ Thì cũng nằm quanh gần đó Cách nhau khoảng vài trăm mét Đêm hôm đó A-10 được bố trí thành hai chốt Phía ngoài bờ rào ở phía sau Hướng ra phía cánh đồng tôi dũng và ước ở một chốt lệnh đại đội là đào công sự chiến đấu ngay trong đêm nhưng mấy hôm nay đi hàng trăm cây số không gặp địch bây giờ chắc gì đã gặp với lại đi cả ngày mệt quá chỉ muốn ăn cơm xong là đi ngủ thôi nên chúng tôi chỉ đào qua loa vậy thôi để sáng hôm sau sẽ làm lại và chúng tôi có một giấc ngủ thẳng cẳng không phân công trực gác gì cứ thế cùng nhau ngủ cho đến sáng. Ngày hôm đó là ngày 20 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm âm lịch. Hôm sau là ngày đưa ông Công ông Táo về trời. Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là đến Tết, cái Tết đầu tiên trên xứ sở chùa Tháp và cũng là cái Tết đầu tiên tôi xa gia đình, quê hương, Tổ quốc cũng đã xa lắm rồi. Sau một đêm ngủ thật ngon giấc, Tôi tức dậy đón Bình Minh trong sự sảng khoái và thoải mái. Buổi sáng ở đây không lạnh nhiều như ở trong rừng hay ngoài đồng trống, nhưng cũng khá lạnh vì quần áo lính phong phanh lại ẩm vì sương đêm do ngủ ngoài trời. Điểm trước của tôi nhìn ra phía trước là cánh đồng trống, trải rộng đến bìa rừng phía xa xa. Đi về phía bên phải khoảng hơn 100 mét thì đến nhà dân ở trong phum. Phía sau chúng tôi băng qua một khoảng sân thì đến một dãy khoảng 10 phòng học nối nhau, rồi băng qua một khoảng sân, tiếp lại đến dãy phòng học khác. Có tất cả bốn dãy phòng như vậy, nằm ngay trong một bên. Và phía bên đối diện thì có một ao nước rộng, mỗi bề khoảng 10 mét, sâu độ hơn một mét. Điểm chốt của anh Thiện, Hoàn và Seo, cách chốt tôi khoảng 20 mét. Ăn sáng xong, chúng tôi bắt tay vào đào hầm công sự chiến đấu và giao thông hào đi dọc theo hàng rào nối đến các chốt của đại đội bộ và các bê bộ binh trong phạm vi sân trường có rất nhiều cây xoài to đang vào mùa nên trái treo rất nhiều ở trên để có cây gỗ trống căng mái hầm làm bàn ghế chúng tôi chặt các nhánh xoài xuống nhân tiện lấy mấy trái xoài để nấu canh dù biết rằng nếu lộ ra sẽ bị kỷ luật vì chín điều năm không nhưng không lẽ cơm treo mà để mèo nhịn đói sao. Mà trong thực tế lúc đó thì ở bộ phận nào cũng tự cải thiện thêm thứ nọ thứ kia, kể cả ở đại đội bộ cũng vậy, nên có ai biết thì cũng chẳng nói ra. Đến cuối ngày thì mọi việc cũng tương đối gần hoàn thành. Chúng tôi đã có nơi ổn định cho chiến đấu phòng thủ và sinh hoạt hàng ngày. Đêm xuống tĩnh mịch, sau khi phân công gác đêm chúng tôi ngồi quanh bộ bàn ghế mới kết bằng cây xoài, cùng uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển. Hôm nay là ngày đưa ông Công ông Táo về trời, nên chúng tôi cũng làm chút ít kẹo để cúng. Kẹo của lính cũng thật đơn giản, gạo sấy ngâm nước cho nở ra, sau đó đem rang lên cho khô, vàng, giòn, rồi thắng nước đường cho sắt kẹo lại, đổ gạo vào, để nguội là có kẹo ăn ngay. Ngon giòn ngọt như kiểu kẹo đậu phộng uống trà thật hết ý vì anh em trong đơn vị mỗi người một quê nên những câu chuyện về làng quê về tuổi thơ chuyện trai gái và không biết bao nhiêu chuyện gì nữa cứ thế tuần già đến khuya mới tạm dừng để đi ngủ kể từ hôm đặt chân qua đất nước campuchia chúng tôi dần trở thành chủ quan mọi sinh hoạt trở nên bình thường ít quan tâm đến giữ bí mật ban đêm nữa vì cảnh giới chỉ còn mỗi gác đêm và súng lên đạn sẵn sàng ở trong nòng vậy thôi ngày hôm sau tôi chợt nảy ra ý định đi một vòng khám phá ngôi trường này xem có cái gì mà đại đội tôi phải chốt giữ ở đây tôi đến dãy phòng đầu tiên gần mình nhất cũng như các trường học bình thường khác ở việt nam các cửa phòng và cửa sổ ở đây đều là cửa lá sách gỗ, đóng kín và được đóng thêm những ván gỗ bên ngoài. Tôi dùng sẻng cậy đinh cửa phòng thứ nhất và tháo các tấm ván xuống. Mở cửa ra, tôi thấy ở bên trong có rất nhiều súng trường Garan và tiểu liên M16 của Mỹ. Hàng trăm khẩu xếp ngay ngắn trên các giá súng. Tất cả đều là súng cũ, nhưng được lau chùi sạch sẽ và quét một lớp dầu lau súng ở bên ngoài để chống dì xét. Tò mò, tôi đóng lại cửa phòng thứ nhất và tiếp tục mở cánh cửa phòng thứ hai thì thấy có súng đại liên M60 và các pin. Rồi các phòng tiếp theo cũng đủ loại đạn và liệu đạn tròn M67. Đúng là một kho quân khí đủ trang bị cho cả trung đoàn. Tôi quay về rủ thêm ước trở lại, lấy mang ra hầm của mình một khẩu đại liên cùng một khẩu M16 và một khẩu cạc pin, đầy đủ các loại đạn và một thùng liệu đạn M67 chứa 25 quả. Chúng tôi giá khẩu đại liên lên miệng hầm hướng ra cánh đồng và dành cả buổi để tìm hiểu cách sử dụng các loại súng này. Riêng với liệu đạn, tôi vặn tháo rời kíp nổ ra, để lại thân quả liệu đạn tròn với cả một hốc sâu bằng kiến thức của thằng điếc không sợ súng. Tôi suy luận rằng, Thuốc nổ TNT khi nổ chỉ khi bị kẹp bằng áp suất của kíp. Nếu đốt thì nó sẽ cháy chứ không nổ. Thế là tôi bẻ đầu đạn M16, chút thuốc đạn ra và nhồi vào cái hốc sâu của quả liều đạn. Sau đó châm lửa đốt. Mà quả liều đạn không nổ thật, chỉ cháy xịt lửa ra và khói rất nhiều. Buổi trưa hôm đó, khi ngồi ăn cơm, tôi nói với anh Thiện về những gì khám phá được trong buổi sáng và xin ý kiến về sáng kiến đốt lựu đạn sụp xuống dưới ao để cho cá bị sạc khói đã lâu rồi chỉ toàn ăn cơm với nước mắm cô và cá khô ai cũng thèm một bữa tươi nên mọi người đều ủng hộ ý kiến của tôi cá thì chưa bắt được nhưng chúng tôi đã hình dung ra nồi canh cá nấu với xoài chua ôi sao thật ngon lành làm cho bữa cơm trưa thêm phần thịnh soạn và món canh cá tưởng tượng ăn cơm xong nôn nóng với việc bắt cá nên không ai ngủ mỗi hầm để lại một người còn bốn người khiêng thùng lựu đạn ra bờ ao tôi đốt trái thứ nhất cầm ở trong tay và lội xuống ao dìm xuống nước và bước từ từ quanh ao quả lựu đạn đang cháy xịt lửa và khói qua lỗ kíp bị dìm xuống nước vẫn cháy lục bục và tỏa khói hòa tan vào trong nước Tôi cầm già già, già qua già lại ở dưới nước, cho đến khi cháy hết thuốc mới đem cái vỏ sắt rỗng không lên bờ. Khoảng vài phút sau, ở phía sau lưng tôi, đã xuất hiện những con cá cỡ bàn tay trôi lên mặt nước ngáp ngáp và từ từ phơi bụng ra. Anh Thiện và Seo nhào xuống vớt, còn ước thì đốt thêm quả liều đạn nữa và lội xuống ao. Cứ thế, chúng tôi đốt khoảng gần 10 quả liều đạn và số cá ném lên bờ cũng lên đến vài chục con khói bay lên mịt mù trên mặt ao và cũng từ từ bay lên cao với mùi thuốc súng nồng nặc thế là ở đại đội bộ phát hiện được anh hùng và cậu liên lạc đi đến bắt cả tàng cả bọn chúng tôi đang còn lục bục ở dưới ao những kẻ phạm tội tiêu nghỉu leo lên bờ đến đứng thành một hàng ngang trước mặt chính trị viên không dám nói một tiếng nào. Anh Hùng chỉ la dày chúng tôi là liều mạng khi chơi trò này với liệu đạn. Nhưng anh cũng chấp nhận việc sáng kiến bắt cá của những thằng điếc không sợ súng. Kết cục là chúng tôi không bị kiểm điểm, 9 điều năm không, đã mặc nhiên đi vào quyền lãng. Số cá bắt được chia đều cho các đơn vị trong đại đội. Ai cũng được hưởng một bữa cá tươi cho đã thèm. Và cũng sau hôm đó, mỗi trung đội mang một khẩu đại liên ra đặt ở chốt của mình và lính đại đội ai cũng lấy cho mình vài quả lựu đạn đút túi. Giữ chốt ở đây không có việc gì làm nên nằm hoài cũng chán. Bẵng đi lâu rồi, tôi cũng không còn đọc sách nữa và cuốn đã mất nhiều trang vì nhiều lý do nên tôi cũng quên dần với thói quen đọc sách. Không biết làm gì nên chúng tôi lại rủ nhau ra phum làm quen với dân Tôi và một đồng đội mang theo hai chén gạo trong ruột tượng. Đi ra ngôi nhà gần nơi mình ở nhất, với ý định trao đổi một món gì đó. Ngôi nhà này có hai mẹ con, một người quá phụ trẻ. Không biết có phải là mẹ con ruột hay không. Bà mẹ chỉ khoảng ngoài 30, mà cô con gái thì phòng phao cỡ tầm 16-17 tuổi. Thời Pol Pot, đàn ông con trai đã bị bắt đi lính hoặc bị giết nhiều lắm. Nên sau ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979, người dân trở về rất ít, đàn ông và rất nhiều quá phụ trẻ. Trong khi đó, lính Việt Nam là những thanh niên 18 đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường hoặc ruộng đồng, chưa từng biết yêu là gì. Ở mãi trong rừng sâu, đến khi gặp phụ nữ, thì dù có đẹp hay xấu, cao hay thấp, béo hay gầy chỉ nữa, thì trong lòng cũng chợt trào lên những rùng động khó tả của thằng con trai mới lớn. Thế nhưng Trung Quy vẫn là những thằng trẻ con mới lớn, nên gặp phụ nữ thì lấp ca lập cập như gà mắc tóc. Vậy đó, khi đi thì háo hức muốn tìm hiểu về con người và vùng đất ở nơi đây. Khi đến nơi rồi thì vừa sao động, vừa mắc cỡ, lại còn bất đầu ngôn ngữ, chỉ biết cười và làm điệu bộ diễn tả ý của mình. Bên ngoài nhìn vào thì giống như thằng Hề ở giáp siếc, lúc đầu thì còn ngượng ngùng một chút nhưng rồi thì hai bên cũng quen dần và tìm cách trò chuyện diễn đạt ý nghĩ của nhau tôi nghĩ hai lon gạo của mình có lẽ sẽ đổi được vài quả trứng gà nên diễn tả sự trao đổi và học được từ đô là đổi với từ trứng gà thì tôi diễn tả là con gà cục tắc và đưa tay ra sau mông nắm lại đưa ra trước ý là đẻ trứng đấy nếu ngày đó mà có máy điện thoại thông minh như bây giờ, quay lại cảnh tôi diễn tả thì có lẽ sẽ nổi tiếng lắm đây." Hai mẹ con bà ấy cười nắc nẻ, như chưa từng được cười. Và hiểu ý, cô gái đi ra sau mang mấy quả trứng đưa cho tôi và ra ý không nhận gạo. Nhưng tôi nhất quyết phải trả gạo để cho công bằng. Cuối cùng, hai bên cũng thỏa thuận nhận vật phẩm, trao đổi trong sự cảm kích với nhau. Người dân Campuchia ngày ấy rất thương mến bộ đội Việt Nam. Những người đã cứu vớt họ từ cõi chết trở về, nên họ chỉ muốn cho chứ không muốn nhận. Trong khi thực tế lúc đó họ đang thiếu đói trầm trọng, gạo đối với họ còn quý hơn cả vàng. Tối hôm đó, tôi khoe với anh em trong tiểu đội về thành tích gia dân học được bốn chữ. Mua, bán, đổi, xin. Tức là tinh, lụa, đô, sum Và kể chuyện đi đổi gạo lấy trứng gà Mọi người bò ra cười thật vui Ngày hôm sau, rảnh rỗi Tôi lại tiếp tục đi khám phá các dãy phòng còn lại Sau các ngày tôi đốt liều đạn Các trung đội khác biết được Cũng đã vào khám phá các phòng Nên phòng nào cũng bị phá cửa Các phòng còn lại Mỗi phòng chứa một món đồ có phòng chứa súng kíp đi săn, có phòng chứa thân máy may, có phòng chứa các bộ phận rời của chiếc máy, có phòng chứa phụ kiện xe gắn máy, rồi chứa sườn xe gắn máy. Có lẽ lúc chiếm hữu tài sản của người dân, bọn Pol Pot đã tháo rời rồi xếp đống lại như vậy. Có lẽ tư duy của bọn nó thì tài sản là của chung, nhưng không sử dụng gì được thì tháo tung ra để không ai chiếm hữu làm của riêng được. Loanh quanh mãi, xem ra chẳng có thứ gì dùng được. Tôi lấy một khẩu súng kíp về nghiên cứu chơi. Vậy mà mấy hôm sau, có một người lính Sài Gòn ở trên trung đoàn bộ xuống chọn sườn xe và phụ kiện rồi giáp lại được một chiếc xe Honda 90 hẳn hoi. Chạy được ngon lành nữa. Sau bữa cơm trưa, tôi lại ngồi nghiên cứu khẩu súng kíp với tư duy của thằng điếc không sợ súng tiếp. Vì nghĩ rằng, khi bắn súng kíp, người ta bỏ viên trì vào nòng súng, rồi rót thuốc súng vào ổ kíp, sau đó bóp cò, cho kíp đập và phát hỏa thuốc súng, sẽ đẩy viên đạn đi. Nghĩ sao làm vậy, tôi bèn làm thử luôn. Trong tay tôi chỉ có súng ống hiện đại, chứ đâu có thuốc súng như ngày xưa. Lại sáng kiến, tôi bẻ đầu đạn M16, lấy thuốc đạn lấm tấm như hạt mè cho vào ổ và để phát họa tôi dùng đầu que diêm để mồi nghĩ sao làm vậy tôi bóp cò một tiếng nổ bụp hơi nhỏ nhưng thuốc đạn không cháy kíp súng bật ngược và những viên thuốc đạn bắn ngược ra hậu quả của sự nghịch ngợm là tôi phải nhận lĩnh vài chục viên thuốc đạn cắm lấm tấm trên mặt như mụn trứng cá may mắn là không có viên nào lọt vào mắt thật là tai hại bạn ước phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để dùng cây kim khâu lẻ từng viên thuốc bật ra khỏi mặt tôi đau rát các khuôn mặt tôi đành nhắm mắt và ngủ cho quên đau họa vô đơn chí tôi ngủ suốt cả buổi chiều đến tối khi thức dậy thì đầu nhức như búa bổ lại bị sốt luôn do ngủ qua buổi chiều muộn sáng ngày hôm sau mọi người đi công tác cả chỉ còn mình tôi nằm đắp chăn rên hừ hừ trong hầm khi mặt trời lên cao thì bất chợt có người bước vào trong hầm nhìn ra thì đó là cô gái hàng xóm mà tôi ghé chơi hôm trước tôi diễn tả bằng hình mình đang bị bệnh cô nói gì đó rồi bước ra một lát sau hai mẹ con cô gái quay trở lại với một tô cháo nóng mà người mẹ mang theo hai mẹ con nói gì đó mà tôi không hiểu sau đó họ ép tôi cởi áo ra Lấy dầu gì thoa lên người tôi Rồi cứ thế mà nhắt nghéo khắp trên lưng và ngực tôi Cách trị bệnh này giống như cách đánh gió Mà ngày chưa đi lính khi còn ở nhà Tôi đã từng được biết như một cách trị bệnh của người dân Nam Bộ Đang bị sốt, da thịt chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau Đằng này hai mẹ con thi nhau ngắt nghéo cho bầm tím lên mới chịu dù đau thì rất đau như vậy Nhưng tôi lại cảm thấy Có một sự khoan khoái kỳ lạ Vì đây là lần đầu tiên Tôi đụng chạm rất gần với phụ nữ Và cảm nhận được sự rung động Khi bàn tay phụ nữ Chạm vào da thịt của mình Cứ như cốt điện Chạy dần dật ở trong người vậy Sau khi hành hạ tôi đầy những dấu bầm tím khắp người, họ mới chịu dừng lại và chờ cho tôi ăn hết tô cháo mới chịu ra về. Cảm giác lừng lừng cứ còn mãi trong tôi suốt ngày hôm đó. Và đêm đó tôi ngủ một giấc thật êm, thật say. Đến ngày hôm sau thì tôi hoàn toàn khỏe hẳn. Bệnh sốt không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn hơi đau rát ở trên mặt nhưng cũng chỉ giống như nặn mụn trứng cá mà thôi. Không biết tôi hết bệnh nhờ cách đánh gió hay hết bệnh nhờ những dòng điện chạy dâm gian trong người khi có bàn tay phụ nữ chạm vào. Chuyện này tôi không kể cho ai biết cả vì cảm thấy mắc cỡ chuyện đụng chạm nam nữ lần đầu tiên trong đời mình biết. Ngày 30 Tết, hậu cần xuống cấp cho anh em thịt heo, rau xanh có thuốc lá, đường, sữa, bánh kẹo. Chúng tôi được những bữa cơm có thịt, có rau, ăn ngon hơn cả cao lương mỹ vị khi còn ở nhà. Khi bạn thiếu tốn một thứ gì đó mà bất chợt có được món đó thì mới cảm nhận được hạnh phúc là gì. Đó chính là cảm giác của chúng tôi khi được ăn bữa cơm có thịt sau bao ngày chỉ toàn ăn cơm với cá khô. Chiều ngày 30 Tết, sau khi tắm rửa gột sạch những gì xui rủi, xấu xí của năm cũ, chúng tôi thay bộ đồ đẹp nhất mà mình còn lại ăn một bữa cơm ngon có thịt và thảnh thơi uống trà ăn kẹo chờ đón giao thừa những câu chuyện về tết quê mình chuyện nọ nối tiếp chuyện kia ai cũng muốn nói ra cho đồng đội biết về cách đón tết ở quê mỗi người mỗi quê mỗi người mỗi cách đón tết khác nhau mọi người cùng kể cho nhau nghe và cùng nghe với nhau một cách say sưa càng nói ra được thì lại càng cảm thấy như mình đang đón tết tại quê nhà vậy cứ thế những câu chuyện của chúng tôi kéo dài mãi không dứt bánh kẹo rồi cũng hết trà thì cứ tiếp tục bình nọ sang bình kia thuốc lá kéo hết gói này sang gói khác trời càng khuya càng lạnh nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm áp trong lòng chờ giờ giao thừa đến mà cũng chẳng biết đã đến hay chưa mãi rồi cũng dần đuối sức ai cũng buồn ngủ không thể tức chờ giao thừa được nữa Người này ngủ, rồi người kia cũng ngủ. Chờ tôi nhận ra, bầu trời đang dần hưởng sáng. Thế là Tết đã đến rồi. Ngày đầu năm, tôi lang thang các trung đội, gặp bạn bè và chúc mừng năm mới sẽ được trở về Việt Nam. Cái điều mà đối với chúng tôi lúc này là một ước mơ không tưởng. Bước chân đưa đẩy, tôi lại trở ra ngôi nhà sàn nhỏ ở đầu phum. Người mẹ đã đi đâu mất, ở nhà chỉ còn cô gái trẻ. Tôi bước hẳn vào nhà mà ngồi ở bậc thang cuối để nói chuyện với cô gái. Gặp nhau một vài lần, bập bẹ được vài chữ, nhưng nói chuyện bâng quơ vẫn hiểu được vài ý của nhau. Chúng tôi hỏi tên nhau. 40 năm qua rồi, bây giờ cũng không còn nhớ được tên cô ấy. Cô gái dạy cho tôi nói tiếng Miên, gọi tên món này, món kia, con vật này, con vật nọ và rất nhiều thứ nữa. Kẻ ngồi ngoài nhà, người ở trong, kẻ nói tiếng Việt, người nói tiếng miên. Chuyện thì tào lao, chẳng biết chuyện gì, vậy mà cứ nói hoài không dứt. Tiếng cười cứ vang lên khúc kích. Cho đến mãi trưa, khi người mẹ trở về, tôi mới chịu dứt chuyện. Khi về rồi, thì đầu óc tôi cứ mơ tưởng ra đủ thứ chuyện. Thật tình mà biết đâu, nếu như lúc đó mà tôi chịu làm thơ thì có lẽ bây giờ đã có hẳn một tập thơ tình và hàng trăm bài rồi. Cái Tết đầu tiên của tôi trên đất Campuchia là vậy. Vô tư, ngây thơ, như vậy đó. Trôn trần mãi ở cái chốt đó không làm gì cả nên dần cũng sinh ra tâm lý buồn chán. Mà ông bà ta ngày xưa đã có nói nhàn cư vì bất thiện Ai cũng có suy nghĩ muốn làm một chuyện gì đó để khuấy động. Bắn súng thì không ai dám vì có thể bị kỷ luật. Đi chơi thì chỉ có lang thang ra nhà dân gần đó, rồi thì gom lại đánh bài tiến lên để giết thời gian. Tết qua mấy ngày rồi cũng không ai nhớ nữa. Và một đêm thượng tuần, trời không trăng, chỉ đầy các vì sao lấp lánh ở trên trời cao, dưới đất. Thì càng về khuya khi lửa đèn tắt rồi thì một màn đêm tối om phủ dày đặc khắp nơi cả các đêm thì kéo dài mãi không dứt có lẽ trời đã gần sáng chợt từ một chốt nào đó ở phía trung đội bộ binh tiếng súng nổ vang lên sau đó lại tiếp tục vang rồi ở hướng khác cũng vang lên tiếng súng tiểu liên đại liên b bốn mươi đủ loại mọi hướng đều có tiếng súng và nổ rền vang. Xen lẫn có cả tiếng lựu đạn. Chúng tôi bật dậy, trời đã dần hửng sáng. Chẳng thấy địch đâu cả. Nhưng do mấy hôm nay thấy ngứa ngáy, muốn bắn tử súng đại liên M60, xem súng Mỹ nó ra làm sao. Nên tôi cũng trồm lên, khẩu súng hướng nòng ra ngoài ruộng. Cứ thế mà kéo dài một loạt. Tiếng súng của tôi hòa cùng tiếng súng ở khắp các hướng nên cũng chẳng vang dội lắm. Cả đại đội 2 với mấy khẩu đạn liên lấy từ ở trong kho, đạn thì đã có sẵn, nên bắn thoải mái đến gần 15 phút. Thì có lệnh từ đại đội bộ báo xuống là ngừng bắn. Khi đó xuất hiện một chiếc xe tăng M113 chạy vào cổng trường. Do tiểu đoàn hay trung đoàn gì đó, nghe nổ súng dữ quá, nên điều chiếc xe tăng phối thuộc chạy xuống chi viện cho đại đội 2. Kết luận của đại đội bộ là báo động giả. Không biết mấy thủ trưởng báo cáo như thế nào, nhưng thấy mọi chuyện cũng êm xuôi. Sự thật là có một chốt của bộ binh. Anh em thấy có con trâu đi lạc ở ngoài ruộng, định bắn chơi. Khi vang lên tiếng súng, các chốt khác cũng bắn bừa phứa hưởng ứng. Thế là làm thành một trận tập kích giả vang rền. Thế nhưng tối đêm hôm đó, đài BBC phát đi là quân Pol Pot đã nổ súng đánh vào một đơn vị quân đội Việt Nam đang chốt giữ kho đạn. Trận chiến đã diễn ra ác liệt, quân đội Việt Nam bị thương vong khá nhiều. Bọn tôi được dịp cười trong bụng. Đài BBC chỉ hóng chuyện và tô vẽ lên cho có tin để phát thôi. Thống thoát, chúng tôi ở tại Siêm Diệp cũng gần một tháng. Tiếng miền cũng đã học và nói chuyện linh tinh cũng khá khá cảm thấy mến mến cô gái khơ me ngăm ngăm ra trâu nhìn lâu cũng thấy đẹp thì rồi cũng đến lúc ra đi vào một buổi sáng nọ chúng tôi đến nhận lệnh hành quân súng ống của kho mang vào và trả lại cho kho vì mang theo chỉ thêm nặng mà thôi gói thêm đồ đoàn chúng tôi lặng lặng ra đi không có dịp dã từ hai mẹ con quá phụ trẻ cả đại đội hành quân chờ ra tiểu đoàn Tại đây, chúng tôi nhận thêm gạo đầy đủ mỗi người một ruột tượng 7 cân, nghĩa là chuyến đi sẽ kéo dài 10 ngày. Và tiêu chuẩn hai người được một hộp thịt theo khoảng 3 lạng, không nhãn hiệu. Những chiếc xe chở quân đã đậu sẵn ở ven đường. Chúng tôi leo lên thùng xe với toàn bộ đồ đạc. Mỗi đại đội một xe, toàn xe khởi hành chạy đi. Tôi không định vị được phương hướng. Cứ thế, xe chạy mãi trên những con đường bụi mù mịt và đầy ổ gà. Chúng tôi chỉ biết là đang đi, nhưng không biết người ta sẽ đưa mình đi đâu. Đời lính chiến là vậy, đâu có giặc là ta cứ đi. Hôm ấy là ngày 11 tháng 2 năm 1979. Đoàn xe chở chúng tôi chạy miệt mài trên con đường đầy ổ gà và bụi mù mịt giữa cái nắng trưa gay gắt của mùa khô Campuchia cơm nắm mắm cô. Mỗi người đã gói sẵn, nhưng cũng chẳng ai ăn được, vì hám miệng ra là bụi tốc và mồm, làm sao ăn. Mãi đến gần chiều, từng chiếc xe mới dừng lại, thả chúng tôi xuống giữa đường, theo vị trí sắp xếp của tiểu đoàn. Nơi đây là một vùng rừng thưa và thấp, xen giữa các chạc nhỏ là những bụi cây lúp xúp và ụ mối khắp nơi. Nhìn xa về phía bắc thì thấy có một dạng núi khi chúng tôi vừa xuống là bác Tài vội quay đầu xe chạy ngay, không dám chậm trễ, sợ trời tối dễ bị phục kích. Đại đội chúng tôi đi sâu vào bên trong về hướng núi. Cách mặt đường khoảng gần 50 mét thì dừng lại bố trí đội hình hướng về phía rừng. Địa điểm bố trí quân này có lẽ đã được anh em trinh sát điều nghiên trước. Nên có một hồ nước rộng cỡ cái ao cá. Đại đội bộ nằm ngay gần đó. Rồi đến A10 nằm ở một lùm cây cạnh ụ mối lùi ra ở phía sau một đoạn để đủ tầm bắn của cối các mê bộ binh thì bố trí bên kia hố nước mọi người ai cũng đói và mệt nên ổn định vị trí rồi thì mỗi bộ phận cử người đi xách nước về rửa mặt nấu nước và bóc cơm nắm dạ ăn lúc này đã khoảng hơn 3 giờ chiều ăn cơm xong chúng tôi phân công bốn người lo đóng cọc căng tăng Thành hai chiếc lều để ngủ Hai người đi tắm Và xách nước về để nấu cơm tối Buổi tối Anh Thiện đi họp giao ban trên đại đội về Phổ biến lại Tôi mới biết là đơn vị mình Đã ngược trở về tỉnh Công Phong Thôm Và làm nhiệm vụ chốt đường Trên một đoạn giữa Công Phong Thôm Và Siêm Diệp Để giữ an toàn cho cuộc chuyển quân Của các đơn vị ra tuyến trước Đêm đó Dù có phân công cả gác nhưng tôi ngủ luôn suốt đêm, không thấy ai gọi mình dậy gác, có lẽ cả ngày xe đi vật vã đã thấm mệt nên đến ca của ai đó đã ngủ quên mất luôn. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, tôi đã bị gọi dậy để đi chốt A10 phải cử hai người đi với B bộ binh, A trưởng và các pháo thủ số 1, pháo thủ số 2 phải ở lại trực chiến. Chỉ có tôi và Sel là hai thằng bét nhất của tiểu đội nên phải đi quắc ba xe đạn và cây súng AK, gói nắm cơm vào khăn, dắt cùng với bi đông nước và thắt lưng. Tôi đi lên đại đội bộ để nhận nhiệm vụ. Anh em đi công tác, được phân thành các tổ ba người. Mỗi tổ chốt một điểm ở dọc con đường, cách nhau khoảng 100 mét. Tôi được phân công đi chung với Trang và một tay lính Bắc. Những ngày đó, lính Sài Gòn vẫn chưa được tin tưởng về ý thức cách mạng lắm. Nên khi đi công tác, phải kèm theo ít nhất một người lính Bắc đi theo. Tổ ba người chúng tôi nhận nhiệm vụ chốt ở một điểm cách đại đội khoảng 200 mét. Chúng tôi đi cắt theo hướng song song với trục đường. Đến nơi chỉ định, tìm vị trí thuận lợi ở trên con lộ, có lùm cây để núp và tránh ánh nắng, mà dễ quan sát ở xung quanh. Đi lùng sục xung quanh để đảm bảo an toàn xong, thì chúng tôi cùng về lùm cây ngồi cảnh giới Đoạn đường này vắng vẻ. Gần đấy không có phun sóc của dân, cũng không có bộ đội Việt Nam đóng quân. Cách nhau vài chục mét là những bụi cây lúp xúp và ụ mối cao ngang đầu người, giải rác. Là nơi lý tưởng để địch từ trong rừng ra phục kích xe chạy trên đường. Buổi trưa mùa khô ở đất nước này thật chói trang và khó chịu. Nắng gầy gắt như đổ lửa, vạn vật như bị nung chảy dưới ngọn lửa đó cây cối khô trơ cành vàng lá ngọn cỏ cũng khô gục đầu úa ruột xuống mặt đất như trở thành lò than tỏa cái nóng hầm hập ngược lên không gian mọi thứ đều khô nóng đến cả ngọn gió thổi cũng mang theo cái nóng ở ngoài đồng chúng tôi ngồi tụm lại dưới một lùm cây hai thằng lính sài gòn nói chuyện với nhau còn anh lính bắc thì úp cái nón vào mặt để cố dỗ giấc ngủ Trang kể cho tôi nghe chuyện của mình. Từ nhỏ, anh ấy sống ở chùa Cao Đài, được giáo dục nền nếp, đạo pháp và nhân nghĩa, nên bản tính rất từ tâm. Vì thời cuộc, anh phải khoác áo lính, cầm súng ra trận. Nhưng trong tâm tâm thì anh không muốn viên đạn từ khẩu súng trong tay anh bắn ra làm hại đến người nào, dù đó là kẻ địch. Tôi cũng không tranh cãi với anh, vì thực tâm tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu đưa vào tình huống bất khả kháng thì thánh cũng phản ứng chứ sao mà khoanh tay được. Mà mình thì đâu phải là thánh. Chuyện của hai thằng lính Sài Gòn rồi cũng loanh quanh về với mấy con phố quê hương im lặng giữa trưa hè. Cũng giống như nơi này đang im lặng trong cái nắng nóng cháy trời đất của xứ sở Campuchia. Chợt một chiếc xe chạy qua, trên xe chở đầy lính. Tôi cảm thấy háo hức muốn ra xem Nên rủ Trang đi Hai đứa nhắm hướng đường lộ bước ra Một chiếc xe nữa đến Trên xe chở đầy lính Không biết có phải là lính mới hay không Nhưng cái gì cũng mới Xe mới quần áo mới Mà toàn là kaki màu xanh xám Đội nón bánh tiêu màu xám mới tinh Nhìn đồng phục Thì rõ ràng là của quân đội cách mạng Campuchia Chứ không phải quân Khmer Đỏ súng AK mới tinh, bán súng còn đỏ trói. Chỉ có khuôn mặt thì đúng là người Việt Nam. Nhìn lại thì chúng tôi thiệt là thảm não, làm sao? Quần thì bạc vách, luộm thuộm, rách trước rách sau. Cái đón cối quân khu 7 thì bạc màu sờn rách. Chỉ giống nhau là cây súng, nhưng súng của mình thì cũng cũ. Nên nhìn bọn tôi giống thổ phỉ rừng sâu hơn là bộ đội chính quy đoàn xe vụt qua chúng tôi vẫn chào anh em họ cười vẫy lại không kịp hỏi han nhau sau này tôi mới biết đó là các trung đoàn bộ đội biên phòng qua tăng cường chấn giữ tuyến biên giới campuchia giáp với thái lan họ mặc đồ ngụy trang làm lính cách mạng campuchia để qua mặt các quan sát viên nước ngoài chứ thực tình đều là lính việt nam cả chúng tôi chỉ chốt đường ở đó ba ngày khi đoàn quân đã chuyển hết thì chúng tôi cũng rút đi xe của bên vận tải lại chuyển chúng tôi đi tiếp về phía đông nhưng chỉ đến thị xã campong thơm thì lại thả chúng tôi xuống một tòa nhà lớn cạnh ven bờ sông ngay đầu cầu campong thơm nơi đây chỉ cách bờ sông khoảng vài chục mét cây cầu và cả một đoạn sông nằm trong tầm nhìn cảnh vật rất đẹp nếu như không khí chiến tranh đang bao trùm khắp nơi thì ngồi từ đây nhìn ra giống như bạn đang đi du lịch ngắm cảnh vậy buổi chiều chúng tôi ra bờ sông tắm có nhiều người dân cũng ra đây tắm thanh niên trai tráng thì ít thôi chủ yếu là bà già trẻ em và các cô gái đây là một bãi sông lại nhiều cát nên là một bãi tắm công cộng cho tất cả mọi người chúng tôi nhìn các cô gái tắm xem các cô đứng tay đồ giữa trời Vậy sao mà rất hay Kín đáo từ trên xuống dưới Chiếc xà rông đang quấn ngang hông Được các cô sổ ra Và kéo lên Ngậm một góc ở trên miệng Phần dưới buông xuống Che kín từ vai xuống gối Chiếc áo được cởi ra Và cả những thứ bên trong Cũng được cởi Bỏ tuột hết xuống chân Rồi chiếc váy được hạ xuống ngang ngực Thì quấn lại Che kín từ nửa ngực xuống tới gối chỉ để lộ ra phần nửa trên của bộ ngực và đôi vai trần nối dài xuống cánh tay thật là kín đáo nhưng cũng rất khiêu gợi bọn lính trẻ chúng tôi cứ ngẩn ngơ nhìn trong khi các cô gái cũng biết là chúng tôi đang ngắm họ họ đấm vai nhau cười khúc khích vừa tắm chúng tôi vừa lân la đến làm quen hỏi vài câu bập bẹ học được mấy hôm trước và mời các cô dùng xà bông cục 72 phần dầu của lính. Suốt mấy năm trời, dưới chế độ Pol Pot, người dân Campuchia không có xà bông để dùng. Nay được bộ đội Việt Nam cho xà bông, dù là sâu bông đá, nhưng với họ như là một giấc mơ. Các cô thích lắm, tắm, gội và giặt đồ thỏa thích, làm chúng tôi cũng vui lây. Có xôi có thịt mới nền cỗ, con nam có nữ mới thành xuân. Chỉ thế thôi mà ai cũng thấy vui, thấy thích. Tiếng cười vang lên rộn rã. Qua ngày hôm sau, tiểu đoàn tổ chức một nhóm khoảng 20 người, chủ yếu là anh em lính Bắc, người miền nông thôn giỏi bơi lội, được vài người dân địa phương đánh xe bỏ dẫn đường, xuôi theo bờ sông đi đánh cá bằng bộc phá. Sông hồ ở Campuchia thì nhiều cá, dân chỉ cần đi câu, đặt lờ, đặt lọp, thậm chí phóng lao cũng bắt được cá hỗng hồ bộ đội mình dùng bộc phá để đánh thì được biết bao nhiêu là cá tôi không tham gia đoàn đi đánh cá đó nhưng nghe anh em kể lại khi đến một khúc quanh ở sông nước lặng họ phân công vài người cảnh giới rồi thì chuẩn bị gài kíp nổ vào bộc phá để đánh khi quả bộc phá quang xuống sông nổ ụp một tiếng là cá nổi trắng mặt sông bộ đội mình và người dân đi theo cùng nhào xuống vớt anh nào lặn giỏi thì lặn xuống đáy mò cá chê cá lóc rúc dưới bùn nhiều vô kể ở trên bờ mấy người phụ nữ thì lo mổ bụng rửa cá cho sạch rồi ướp muối phơi ra nắng cho ráo rồi cho vào bao tải chất lên xe bò toàn người đi đánh cá đến chiều hôm sau mới trở về cá đánh được rất nhiều cả chục bao tải trở về trên hai xe bò chia cho dân làng một phần còn lại thì chia cho các đơn vị ở trong tiểu đoàn mỗi trung đội được hơn chục cân cá. Cũng trong ngày hôm ấy, có một đợt tân binh mới bổ sung cho chúng tôi, lính Hà Tây và Thanh Hóa. A10 tiếp nhận một anh bạn người Thanh Hóa tên là Soang. Như vậy là trong tiểu đội, tôi đã được thăng lên một hạng, không còn là lính mới nữa. Soang hơi nhỏ con, nhưng người rắn chắc. Đi lính khi đang là học sinh, nên có phần hợp với tính tôi tôi sốt sắng hướng dẫn xoang hòa nhập với đơn vị rất chi tiết tỉ mỉ tự hào ra vẻ linh cũ lắm xoang thì tiếp thu mọi điều với một vẻ thán phục ra mặt chiều hôm đó có cá chúng tôi làm một bữa cơm thịnh soạn với món cá chiên và canh chua lá giấm còn gọi là cây bụp giấm một loại cây dại mọc hoang rất nhiều ở những vùng khô cằn nắng nóng như campuchia lá có vị chua trái màu đỏ mà ngày nay người ta gọi là trái Actiso. Để đón chào lính mới, Soang được bổ sung vào A10 để thay thế cho Dũng Điếc. Dũng được giải quyết về tuyến sau giám định thường binh. Đêm hôm đó, tôi nằm lắc lư ở trên võng, còn Soang nằm đất ngay bên dưới vì chưa có võng. Hai đứa nói chuyện hoài cho tới tật khuya mới chịu ngủ. Hai hôm sau, Chúng tôi rời thị xã Cộng Bông Thôm để tiếp tục lên đường. Lại lên xe, lúc này quân số đại đội đã tăng thêm khoảng 10 người. Nên mọi người phải chen chúc nhau để lên xe và tìm chỗ đứng. Ai cũng muốn giành đứng ở phía trước vì ít bụi nhất. Chỉ có những đứa yếu đuối như tôi thì phải chịu thiệt thòi đứng ở phía sau vì không tranh đua leo lên trước được. Đang lúc ấy thì vang lên một tiếng súng nổ chỉ một tiếng nổ khô khốc, lạc loài giữa hàng trăm con người. Rồi tiếng la rất to, rền xiết, đã có một người bị thương. Lâu quá rồi tôi không nhớ rõ, hình như tên là Khá. Bị viên đạn AK xuyên thủng lòng bàn tay. Do lúc anh leo lên xe, tay anh ấy chụp ngay miệng súng đang dựng đứng dựa vào thành xe. Và khẩu súng bị cướp cò. Vậy là đại đội chúng tôi vừa bổ sung thêm tân binh lại bị hụt đi hai người xe khởi hành tôi đứng ở phía sau thùng xe nhìn thấy dũng đang đứng tần ngần chia tay anh em tôi nghĩ mừng thì đúng là dũng quá mừng vì gần như cầm chắc được về chính sách được thoát khỏi hoàng ngục campuchia nhưng buồn thì cũng thật buồn vì anh em phải chia tay nhau không hy vọng có ngày gặp lại mà sự thật đúng là như vậy từ đó về sau Tôi không còn được gặp Dũng nữa, và mãi cho đến bây giờ đã 40 năm trôi qua, dù có địa chỉ của Dũng, nhưng tôi chưa có dịp nào đi ra đến vùng Thạch Bình, Hoàng Long Hà Nam Ninh để tìm lại người đồng đội hiền lành dễ mến ấy. Xe chạy theo đường quốc lộ 6 ngược về hướng Diêm Diệp, được một đoạn thì rẽ phải vào con đường đất đỏ, hai bên là rừng cây khi thưa khi dày tôi đứng phía sau nên hứng chọn bụi cuốn sau xe dù đã bịt mũi bằng căn mặt nhưng bụi vẫn thóc vào mũi tôi gần như bị ngạt vì bụi những cành cây rừng nhỏ ở hai bên đường xả xuống quất vào vai và lưng thấy một cú đau điếng xe chạy khoảng ba tiếng đồng hồ thì dừng lại tôi nhảy xuống xe đầu tiên và chạy ra một góc để đứng thở tôi nhìn mọi người ai cũng phủ đầy một lớp bụi dày bên ngoài từ nón mũ đầu tóc mặt mày cho đến tay chân quần áo ba lô tất cả đều đầy bụi nhất là trong mũi bụi bám gần như kín lỗ mũi không có đường cho không khí lọt vào không hít thở được nơi chúng tôi đổ quân xuống là một bìa phum vắng lặng xung quanh là rừng với những cây cổ thụ to vươn cao lên trời đây là một phum ở sâu trong rừng con đường xe vừa chạy vào là đường dành cho xe bỏ đi. Nơi đây nhìn có vẻ im lặng, âm u. Tôi đoán đây chính là vùng rừng núi mà mình đã nhìn thấy ở phía xa khi chốt đường ngày hôm trước. Sau khi ổn định đội hình, chúng tôi bắt đầu đi vào trong phung. Phung nhỏ, chỉ có khoảng trên dưới 10 căn nhà, nằm rải rác ở hai bên đường. Không một bóng người, không một con thú, không có gì. Các đơn vị tản ra để nấu cơm ăn và nghỉ trưa tại đó. Tôi không biết tiểu đoàn bộ hoặc có đội đội nào ở lại phung này không, nhưng sau khi ăn cơm khoảng hơn nửa giờ, thì đại đội 2 chúng tôi lại tiếp tục hành quân theo đường xe bò đó mà đi. Đã một thời gian dài, hơn một tháng không hành quân bộ, bây giờ đi lại thật khó nhọc đối với tôi. Cũng vẫn một gánh cối, nhưng bây giờ là 8 trái, một khẩu súng AK một bao xe đạn Một ruộng tượng gạo Một ba lô với quần áo, chăn màn, sách vở Trọng lượng mà tôi mang trên vai Có lẽ với trọng lượng của người tôi Bây giờ nghĩ lại Tôi cũng thấy phục mình Mang nặng như vậy mà vẫn đi được Lại còn đi xa hàng trăm cây số nữa chứ A10 được xếp đi sau cùng đại đội bộ Ở giữa đoàn quân Tôi cố gắng đi bám theo đội hình hành quân Vậy mà từ từ cũng bị tụt lại phía sau. Cứ thế đi được khoảng 45 phút thì nghỉ 15 phút. Đi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì đại đội dừng lại, bố trí đội hình cạnh một con suối nhỏ. Lúc đó vào khoảng 3 giờ chiều. Chiều xuống, đại đội giao ban sớm và tiểu đội chúng tôi hội ý ngay trong bữa cơm chiều. Nhiệm vụ của chúng tôi hiện tại là truy quét tàn quân Pol Pot từ phía bắc tỉnh Công Bông Thôm đến thị trấn An Long Vang thuộc tỉnh Út Đô Miên Trai khoảng 200 km, chia thành hai chặng, mỗi chặng đi 5 ngày, 100 km, hành quân tác chiến độc lập, gặp địch thì đánh. Điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ có một con đường đi tới, không có đường lùi. Mỗi ngày đi 20 km bằng một gang tay trên bản đồ hành quân và phải tự chiến đấu độc lập. Xung quanh chỉ có kẻ thù, không có quân ta không có tri viện, kể cả pháo binh hay bộ binh. Đêm hôm đó chúng tôi được lệnh phải giữ bí mật, không được đốt lửa và không gây tiếng động, giống như ở Sa Mát vậy. Và cũng từ đêm đó tôi biết rằng mình đã trở lại cuộc chiến, chiến tranh Campuchia vẫn chưa kết thúc. Từ thập niên 1990 trở về trước, hai phần ba đất nước Campuchia còn bao phủ bởi những cánh rừng. Mà trong đó vùng ba phủ rộng lớn nhất là từ các tỉnh Karatia, Kampong Thom kéo dài lên các tỉnh phía bắc Siem Reap, Đô Miên Chay, rồi trải rộng qua phía đông với các tỉnh Prekvihir, Satung Chang, Mondokiri, Rana Takiri nối liền với rừng núi đông ở phía Thái Lan, Nam Lào và Tây Nguyên của Việt Nam. Người dân Campuchia gọi đó là Prey Thom, nghĩa là khu rừng lớn diện tích lên đến gần 100.000 km vuông. Dừng ở đây là nguyên sinh, tuổi đời có thể là cả nghìn năm. Tùy theo từng vùng đất, có những khu rừng già với những gốc cây cổ thụ mà phải mấy người ôm mới hết vòng cây. Xen lẫn giữa rừng rậm cũng có những khu rừng dầu thưa, còn gọi là rừng khộp. Chỉ có cây dầu, không có cây gì khác. Braytom là vùng rừng thiêng nước độc mà bộ đội việt nam đến đây rồi không sớm thì muộn hầu hết đều bị mang vào người những căn bệnh của rừng như sốt rét vàng da bệnh đường tiêu hóa do các loại ký sinh trùng rắn cắn côn trùng độc trích người dân campuchia sống cũng rất hay họ sống rải rác trong khu rừng đó những nơi trung tâm thị tứ thì nhộn nhịp đông người nhưng ra khỏi vùng đô thị thì là rừng và rừng. Rồi đến một nơi xa xôi nào đó, lại có phum làng, có người sinh sống. Ra khỏi phum thì lại là rừng tiếp. Có những phum nhỏ lẻ ở giữa rừng, cách nơi khác có người ở cũng phải 50-60 km. Cuộc sống của họ gắn với phum và rừng. Theo quy luật chọn lọc muôn đời, những ai không chịu được thì cũng không thể tồn tại được ở nơi này. Chiến dịch phản công của quân đội Việt Nam vào cuối năm 1978 đã nhanh chóng đập tan tuyến phòng ngự của Pol Pot dọc biên giới Việt Nam Campuchia, dẫn đến giải phóng Nông Pinh vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên, lực lượng Pol Pot chỉ bị tan rã chứ không tiêu hao nhiều. Chúng rút vào các khu rừng núi sâu để ẩn nấp và tập hợp lực lượng để chống phá quân đội Việt Nam và chính quyền cách mạng Campuchia và Prey Thom là nơi mà một lực lượng quân Pol Pot vẫn còn ẩn náu trong đó. Mùa khô năm 1979, quân đội Việt Nam mở chiến dịch truy quét toàn quân Pol Pot trên khắp đất nước Campuchia. Sư đoàn 302 đảm nhiệm khu vực Prey Thom từ Kompong Thom qua Siem Reap đến Út Đô Miên Chay. Các đơn vị được phân bổ địa bàn để đi càn quét. Trung đoàn 271 phụ trách từ khu vực tỉnh Công Pông Thôm qua núi Hồng, vươn lên phía Bắc đến An Long Ven, bắt tay với quân khu 5, sau đó càn về Sầm Rông, qua Âm Pin, vòng về Trông Ca. Nhưng vào thời điểm tháng 2 năm 1979, chúng tôi chỉ biết hướng đi của mình bắt đầu từ Công Pông Thôm qua núi Hồng lên An Long Ven mà thôi. Vì rừng quá sâu, không có đường cho xe cơ giới vận chuyển lương thực, đạn tiếp tế nên tiểu đoàn chiến chúng tôi vào chiến dịch với tư thế tác chiến độc lập. Điểm đến mỗi ngày là các phum nằm hẻo lánh trong rừng sâu, hoặc những nơi mà có thể còn lại nguồn nước ở giữa rừng. Đó chính là những nơi mà bọn địch bám vào để tồn tại qua mùa khô khắc nghiệt này. Đi chỉ biết đi, đánh biết đánh, đụng địch đâu là đánh đó. Không có lực lượng hỗ trợ, chỉ biết tiếp viện sau từng đợt hành quân mấy ngày. Ở những tọa độ đã chỉ định theo hợp đồng chiến đấu và mỗi đại đội cũng chỉ đi độc lập tác chiến theo hướng riêng của mình. Sáng hôm sau, tận dụng thời gian và khí trời mát mẻ, chúng tôi đã hành quân từ sáng sớm. Không biết rằng tiểu đoàn bộ và các đại đội khác đi theo hướng nào. Tôi chỉ biết đại đội tôi được một tổ trinh sát dẫn đường. Cứ mải biết đi. Chúng tôi cắt hướng mà đi chứ không theo đường mòn. trình sát đi trước, phải vừa đi vừa phát cây dọn đường. Đội hình phía sau thì mỗi người cách nhau 10 mét, cứ đạp cây rừng mà đi. Lót thảm ở dưới chân chúng tôi bước qua là một lớp lá rụng và gỗ mục lâu năm, dày cả một gang tay. Chứng tỏ rằng đã từ rất lâu rồi, những nơi này không có dấu chân người. Rừng càng già đi càng rậm, rất nhiều cây cổ thụ to gốc xù xì, bám đầy rêu xanh trơn trượt. Bước đi ngang qua và để ý sợ trượt chân. Những cây nhỏ thiếu nắng vươn lên chèn lẫn với các gốc cây cổ thụ. Cố tìm một con đường sống mỏng manh. Vắt ngang các thân cây lớn là các dây leo chẳng chịt ngang tầm đầu người. Sợ nhất là những bụi dây mây rừng với gai tua tủa đâm xuyên cả quần áo mấy tay lính B40, B41 thì khổ sở với đám dây leo này. Vì cái giá đạn đeo ở phía sau lưng, trái đạn lắp sẵn liều phóng, nên dài qua khỏi đầu. Khi chui qua đám dây leo vướng víu, phải gỡ ra mới đi được. Rồi lên một chút lại vướng tiếp. Còn lính cối bọn tôi thì lại khổ với đám cây con lằng nhằng xung quanh. Vì mình phải gánh một gánh đạn dài mà đường đi thì chỉ phát quang vừa đủ người lách nên khi đi cái cánh đạn nó vướng víu lung tung thật khổ rừng già nguyên sinh từ hàng nghìn năm nên rậm rạp âm u những gốc cây cổ thụ cao vài chục mét với tán lá trên tầng cao tỏa rộng chèn nhau che kín bầu trời ánh nắng mặt trời hiếm hoi mới lọt qua được chúng tôi đi bên dưới trong một vùng ánh sáng âm u như buổi chiều hoàng hôn. Loại cây mọc nhiều nhất trên mặt đất là dương xỉ. Chúng thích hợp với nơi ẩm ướt và thiếu ánh sáng. Tôi chợt nhớ đến ngày còn đi học, khi học về loài dương xỉ trong môn sinh vật, tôi đã phải đi vào sở thú để tìm xem và xem hình. Viết bài thuyết minh, còn bây giờ thì không cần tìm, mà chúng bủa vây khắp quanh mình. Trên cao thỉnh thoảng có những đàn khỉ kéo nhau đu cành cây băng qua băng lại kêu chí chóe cả khu rừng đôi khi gặp chỗ có nhiều chim chúng nháo nhắc bay lên khi phát hiện có người vô tình chúng báo động cho bọn địch rút chạy từ xa còn mỗi ở đây thì nhiều vô kể và lì lợm Con nào con nấy to bự gấp mấy lần mỗi nhà tôi phải buông tay áo xuống và cài nút lại nhưng chúng vẫn bâu bám theo quần đảo ở trên đầu như một đám mây nhỏ chỉ cần cua tay lên nắm nhanh lại là cũng có vài con chết trong tay những chỗ da thịt để hở như mặt cổ gáy là nơi mà mũi không buông ta đưa tay đập là dính nhưng chúng vẫn cứ liều mạng lao vào tôi phải bẻ một nhánh cây vừa đi vừa cua như vị đạo sĩ đang phất trần vậy mà vẫn bị mũi trích mấy dấu ở sau gáy. Trên thì mũi, dưới là vắt. Rừng rậm nên mặt đất dưới luôn ẩm ướt, là nơi lý tưởng của loài vắt. Vắt hút máu rất êm, hút khó cầm máu. Người bị hút không cảm nhận được, chỉ khi hút máu no rồi nhả ra, máu chảy thấm ướt quần áo thì mới phát hiện. Từng chập, từng chập, chúng tôi phải đưa bàn tay trà khắp người để tìm xem có vắt chui lọt vào người không? Cứ lầm lũi như vậy, đi đến trưa thì chúng tôi đến một con suối cạn. Chỉ còn một dòng nước ngang mắt cá chân, len lỏi ở giữa, trong vắt, mặt lạnh. Đại đội dừng chân nấu cơm ở bên bờ suối. Rừng già bình thường im ắng, chỉ có tiếng chim chóc và tiếng khỉ vượn hú. Bây giờ có thêm đám lính chúng tôi làm xôn xao không gian, phá đi cái tĩnh lặng vốn có ngàn đời ăn cơm xong tôi tranh thủ mắc võng nằm lắc lư một chút lúc này mới có cảm giác đôi chân mỏi nhừ gan bàn chân thì tê dần như ngâm trong nước nóng và hai vai thì đau âm ỉ đó là những nơi trên cơ thể phải gánh toàn bộ sức nặng của vũ khí đạn dược quân tư trang để mà lê đi cả chục cây số nghỉ được khoảng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đội hình bám theo lòng suối mà đi. Lòng suối có rất nhiều đá, lớn có nhỏ có, tảng nào, hòn nào cũng bị nước bào mòn, tròn trịa. Đôi chỗ lại có những nắm cát dài rác hai bên rất mịn. Đi tiếp một đoạn, thì chúng tôi lên phía trên bờ mà đi, chứ không theo lòng suối nữa. Đang đi trong vùng rừng âm u, chợt chúng tôi thoát ra một vùng rộng thoáng, nhìn thấy được ánh mặt trời. Phía trước là một vùng đầm rộng khoảng hơn 100 mét. Lau sậy mọc rất nhiều. Lúc này trời cũng đã ngả chiều. Đại đội dừng lại nghỉ đêm ở đó. Sau khi bố trí đội hình, chúng tôi lo nấu cơm và dọn chỗ mắc võng để ngủ. Vì đang ở trong mùa dịch, nên chúng tôi phải luôn cảnh giác ở xung quanh và giữ bí mật vị trí của mình. Đêm đó là một đêm cuối tháng riêng âm lịch, không trăng, bầu trời trong vắt không một gợn mây hàng triệu vì sao lấp lánh ở trên cao dưới mặt đất thì tối đen chỉ thấy được lờ mờ trước mặt khoảng vài mét để giữ bí mật chúng tôi không đốt lửa không gây tiếng động thậm chí chiếc mùng vải xô màu trắng của tôi cũng không được mắc lên sợ bị lộ đêm mùa khô không khí vẫn nóng dù chúng tôi đang ở trong rừng và bên cạnh hồ nước nhưng mỗi nhiều quá nên tôi phải lấy cái mùng đắp lên người để chống mũi. Còn cái chăn bằng vải kaki thì đem lót ở dưới lưng, vì mũi ở đây trích xuyên qua lớp vải võng và vải áo. Đi cả ngày, bây giờ mới được nằm nghỉ, tôi bắt đầu cảm nhận được sự dã rời của đôi chân. Cảm giác tê dại mỏi nhừ, mỗi lần nhấc chân, bắp chân cứ cứng lại và đau nhức muốn bật khóc. Lúc này lại thèm một hơi thuốc, nhưng hai gói thuốc hoa mai tiêu chuẩn đã được phát hôm trước chỉ hút được hai ba ngày là đã hết bây giờ muốn có cũng không được buồn tình tôi lắng nghe và đếm đến tắc kè kêu ở trong đêm vắng trong bụng cứ lầm nhầm nếu chẵn thì sẽ gặp may lẻ thì xui rủi sẽ đến không biết tôi đếm sai hay con tắc kè sai mà lúc thì chẵn lúc thì lẻ lại đếm lại cứ thế không biết từ lúc nào giấc ngủ nhẹ nhàng đến với tôi. Buổi sáng hôm sau thức dậy, đặt chân xuống đất để đứng dậy, chợt tôi khuỵu xuống, hai bắp chân đau và nhức như có ai cầm gậy vụt thật mạnh vào. Tôi phải bám vào gốc cây để gượng đứng dậy. Bước đi những bước chậm chạp khó khăn. Ăn sáng xong, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Dù chân tôi đau nhưng vẫn phải bước đi. Một lúc sau thì không còn thấy cảm giác đau nữa. Đi được khoảng 3 cây số thì đường đi dần dốc lên, có đoạn phải bám dây leo vượt qua vách đá. Chúng tôi đang vượt qua sườn một ngọn núi. Khi đi qua được hết dốc bên kia núi, chúng tôi ra khỏi vùng rừng rậm rạp và đi vào một khu rừng khộp, chỉ toàn cây dầu xen kẽ nhau đến hút tập mắt. Khu rừng này cũng đã lâu đời, có những cây dầu rái to bằng khoảng 3-4 người ôm, cao 4-50 mét, đã được khai thác lấy dầu từ lâu, để lại những cái bọng to mà một người có thể chui lọt. Để khai thác dầu rái, người ta đẽo thân cây ở phía gần gốc, khuyết vào thành một cái bọng rồi đốt lửa vào để cây chảy nhựa ra. Cây dầu cho một loại nhựa cây mà người ta thường dùng để sơn quét bên ngoài vỏ tàu thủy, ngăn nước và chịu được nắng mưa. Dầu rái còn được dùng làm vecni sơn bóng đổ gỗ, khác hẳn với vùng rừng rậm phía chân núi. Phía trên thì tán lá xanh gì, che dập bầu trời. Bên dưới thì thiếu ánh nắng, đất xốp ẩm ướt. Đào xuống một chút là có nước rỉ ra. Còn vùng rừng hộp này thì cây thưa, cành lá khô cháy xác sơ. Đất dưới chân khô khốc, đá và sỏi. Dưới mặt đất thì chỉ toàn cỏ và cây con cũng cháy vàng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt của mùa khô Campuchia. Đi đến gần trưa, ước khoảng được 5-7 cây số mà chỉ thấy chung quanh toàn là cây dầu, không có dấu hiệu của nước. Do chủ quan, dọc đường tôi uống nước hơi nhiều nên bi đồng của tôi đã cạn sạch. Lúc này mới có cảm giác hoang mang, lo sợ. Bao nhiêu nước uống đã thành mồ hôi toát ra thấm đậm quần áo. Cơn khát hành ngạ theo từng cây số đường xa. Tranh thủ lúc đoàn quân nghỉ giải lao, nhớ lại kiến thức thời hướng đạo sinh là các dây leo ở trong rừng cũng chứa rất nhiều nước, có thể chặt ngang để nước dỉ ra. Thế là tôi đi loanh quanh tìm các gốc cây, chọn một dây leo ôm thân cây dầu bỏ lên trên. Tôi lấy dao chặt một đoạn dài khoảng một mét, và dốc thẳng chờ nước gì một giọt nước đọng lại phía đầu đoạn dây leo tôi thẻ lưỡi ra liếm với hy vọng bớt được cơn khát nhưng tôi đã phải phun ra ngay không thể nuốt được những giọt nước đó vì chúng đầy mùi dầu lại hành quân tôi đành chịu đựng cơn khát khô cổ tiếp tục bước đi theo nhịp hành quân càng khát nước thì tôi lại có cảm giác như khu rừng dầu này miên man vô tận. Chợt nhìn thấy phía xa là một dạng cây xanh gì. Càng đến gần thì thấy có những ngọn tre sèn lẫn vươn lên cao. Khi vượt qua dạng cây đó, một con suối khá lớn hiện ra trước mắt. Tôi vứt hết cả ba lô súng đạn trên bờ suối, bám theo mấy nhánh cây bờ cỏ, tìm đường đi xuống. Dỡ cái nón cối ra, múc đầy nước rồi đưa lên mượn uống ực ực. Nhờ có con suối này mà tôi đã thoát được cơn khát cháy họng từ sáng đến giờ. Uống xong, tôi vục đầy một bi đông nước để dự trữ rồi trèo lên. Lệnh của đại đội dừng lại nấu cơm và nghỉ trưa tại con suối đó để chiều tiếp tục hành quân. Buổi chiều, trinh sát lại dẫn chúng tôi đến một đoạn suối nhỏ để lội băng qua bờ bên kia. Nói là nhỏ, nhưng để bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia cũng khoảng hơn 10 mét. Lòng suối giữa sâu lút đầu người. Chúng tôi cởi hết quần áo, giày dép, gói hết ba lô đồ đạc quân tư trang vào giữa tấm ni lông rồi buộc lại cho kín. Không khí bên trong làm cho cái túi phồng lên thành một cái phao cá nhân. Súng thì gác lên cái phao đó để lội qua suối. May mắn là đang vào mùa khô nên dòng suối chảy lờ đờ chậm chạp. Chứ nếu gặp mùa mưa thì khó mà qua được con suối này. Qua suối, đi khoảng hơn một cây số thì gặp một con đường xe bò theo hướng Bắc Nam. Hai bên vẫn là rừng dầu nối tiếp nhau. Đi theo con đường bò đó về hướng Bắc đến gần xế chiều thì chúng tôi gặp một phun bỏ hoang. Không có dân mà cũng chẳng có địch. Chỉ có khoảng gần chục căn nhà sàn nằm rải rác hai bên đường đại đội bố trí đội hình dừng chân qua đêm. A10 nằm tại một ngôi nhà sàn ở giữa phum, cách khoảng 30 mét là nhà đại đội bộ. Chiều hôm đó, đến lượt tôi nấu cơm. Để chuẩn bị, tôi đi loanh quanh lượng củi. Sẵn dịp, tìm xem có gì ăn được để bổ sung cho bữa cơm. Trong khi đó, những anh em khác lo dọn dẹp vệ sinh bên dưới nhà sàn để tối mắc võng ngủ ra ao nước sau nhà múc nước để nấu cơm thấy có một cái cần câu vứt ở bờ ao tôi gỡ luôn dây và lưỡi quấn gọn lại để dành lại nhân tiện thấy có cây cò ke mọc dại ven đường bẻ vài nhánh để làm thuốc hút không tìm được thứ gì để cải thiện cho bữa ăn tôi quay về nấu nồi cơm và chỉ làm được một món chan truyền thống một nắm gạo rang cháy cho thêm nước vào thêm muối và bột ngọt. Vậy đã xong. Để thêm vật hấp dẫn cho món nước chan, tôi cho vào đó một phần tư lon thịt heo đóng hộp. Thịt heo trong hộp có được khoảng 3 hoặc 4 cục thịt cỡ hai ngón tay, mềm dục, mờ tan ở trong nước. Bữa ăn của lính chỉ có vậy, cơm chan nước mặn vậy thôi. Cơm đã nấu xong, tôi lấy lá cỏ ke rửa sạch, sắt thành sợi nhỏ, bỏ lên cái lưỡi sẹn, bắc ở trên bếp lửa vẫn còn than hồng. Lấy đũa đảo đi đảo lại cho đến khi khô vàng để dành quấn hút thay thuốc lá. Cơm nước tắm rửa xong, chúng tôi chia nhau nhúm lá cỏ ke sao vàng, lấy giấy quấn hút cho đỡ nghiền. Lá cỏ kè cháy, có mùi hơi thơm thơm, nhưng cũng hơi khen khét. Hút khói thì vào hơi đắng ở cổ, không giống khói thuốc, nhưng thử hỏi, giữa hoàn cảnh này được bập bập chút khói cho đỡ nhớ thuốc lá thì còn gì hơn hành quân liên tiếp hai ngày đôi chân tôi đã quen săn cứng lại chỉ cảm thấy mỏi tôi chứ không còn đau nhức nữa nhưng bàn chân thì rêm như bị lửa đốt và có hàng ngàn mũi kim chích vào vì tôi mang giày khi đi nhiều bàn chân đã bị phồng lên mọng nước bước tới đâu là đau tới đó. Đêm hôm đó, sau cá gác đầu, tôi nằm lên võng, ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Ngày hành quân thứ ba, tôi mang dép dâu, chứ không mang giày nữa, vì bàn chân đã bị phồng rộp lên. Mỗi bước chân đi giống như đang dẫm lên hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn, đau thốn lên tận óc, nhưng vẫn phải bước đi. Tôi chặt một cành cây để làm gậy trống, vừa đi vừa lết theo mọi người ra khỏi phun lại là rừng dầu rừng dầu thưa nhưng mênh mông rừng dầu thưa nhưng ngút mắt không thấy gì khác ngoài những cây dầu chúng tôi tiếp tục bám theo đường bò đi về hướng tây đi khoảng gần một giờ đồng hồ thì trước mặt chúng tôi hiện ra một khu phế tích đổ nát tiêu điều có nhiều ngôi tháp xây bằng những khối đá vuông vức lớn nhỏ sắp xếp chồng lấn lên nhau không có dấu vết hổ vữa tạo nên những hình thù đặc trưng của những ngôi chùa tháp Campuchia. Nhưng tất cả đều hoang phế lâu đời. Có lẽ đã hàng mấy trăm năm, cái thì đổ vỡ hoàn toàn, cái thì còn khá nguyên vẹn, nhưng bị sọc sạch siêu vẹo. Lệnh dừng chân nghỉ giải lao tại chỗ, lính ta tò mò đi quan sát. Những phù điêu được chạm khắc trên các bức tường, đó là những vị thần theo tín ngưỡng của dân tộc Khmer hoặc rắn hổ mang nhiều đầu nhưng đẹp và dễ thương nhất là các thiếu nữ với vũ điệu asara tuy chạm cắt ở trên đá nhưng hình tượng rất hoàn hảo thân hình người con gái với các đường cong chuẩn mực cân đối uyển chuyển trong vũ điệu uốn người để lộ đôi vai và bộ ngực trần căng tròn đầy sức hấp dẫn đám lính trẻ ở rừng lâu ngày tiếu vóng hình bóng đàn bà lại hay nghịch ngợm đùa giỡn nên ai cũng táy máy xem và sờ mãi trên những bộ ngực trong rừng già campuchia có rất nhiều những khu đền như vậy có nơi đã được phát hiện nhưng còn nhiều nơi hoang phế gần nghìn năm ở giữa rừng già thâm u chưa có ai đặt chân tới tôi ngồi nhìn lại hai bàn chân mình các vết vồng rộp đã vỡ máu dướm ra ở vết thương đau xót vô cùng tôi moi trong ba lô lấy cái áo thun trắng đã ngả màu cháo lỏng xé đôi thành hai mảnh vải, bó hai bàn chân để lót cho êm trước khi bước đi. Rút lại quai dép dâu cho quan sát để khi mang vào chân sẽ giúp tôi ôm sát bàn chân hơn và cho đỡ đau. Lại tiếp tục hành quân, chúng tôi băng qua những cánh rừng dầu mênh mông mà không biết khi nào mới chấm dứt. Rút kinh nghiệm chuyện khát nước ngày hôm qua. Hôm nay tôi cố gắng uống ít nước hơn. Mỗi lần khát thì chỉ ngấp một ngụm cho thấm qua cổ mà thôi. Đi liên tục mấy ngày, ai cũng thấm mệt, nên tốc độ hành quân cũng chậm lại. Thằng Soang thấy tôi đau chân đi chậm, nên gánh bớt giùm tôi hai quả đạn cối, và cũng thùng thẳng đi chậm để kè tôi theo. Đến trưa, thì chúng tôi đến một ngã ba suối cạn, chỉ còn dòng nước ngang bắp chân chảy ở bên dưới. Đại đội quyết định dừng chân nghỉ tại đó, cho đến ngày hôm sau đi tiếp. Lòng suối này khá rộng, Ước tính độ sâu của suối và mùa mưa cũng khoảng 5-6 mét. Nhưng đang là mùa khô nên suối không có nước. Chúng tôi mắc võng vào các gốc tre khô ở ngay gần lạch nước. Trong khi chờ anh nuôi nấu cơm, tôi đi xuống lạch nước để tắm. Chợt nhớ có sợi dây và lưỡi câu lấy được ở phum ngày hôm qua. Tôi bẻ một nhánh tre khô và đào đất tìm run để thả mồi. Ngồi một lúc thì cá cắn câu. Tôi giật lên một con cá khoảng hai ngón tay nhưng nó bị sút khỏi lưỡi câu rơi xuống đất mặt đất thì dốc xuống lạnh mà con cá thì quẫy mạnh nên nó tuột dần xuống gần bờ nước tiếc con cá và cũng tiếc cái công ngồi câu tôi quăng cần lao vào lấy tay hất con cá trở lên chợt tôi thấy đau điếng nhức buốt ở bàn tay con cá đã cắm ngập một cái ngạnh vào lòng bàn tay tôi tôi đưa tay lên con cá dính theo và vẫn còn quẫy qua lại. Ai đã từng bị cá chê đánh đã biết cái đau nhức như thế nào. Thì với con cá này còn đau nhức hơn gấp bội phần. Đám lính Bắc gọi con cá này là cá bò, còn lính Nam gọi con này là cá chốt. Đi bắt cá mà bị nó đánh thì chỉ có ôm mặt khóc mà thôi. Con cá đã rơi xuống đất nhưng không còn sức quẫy nữa. Đang nằm im chịu chết, trong khi tôi ngồi bệt xuống đất, ôm bàn tay mà nước mắt sản ruộng. Rồi cũng chịu trận với cơn đau, chứ không biết làm gì. Một lúc sau thì bàn tay tôi sưng to lên, nóng đỏ và tê dại. Thằng Soang đang nấu cơm nghe tôi diền la, nó chạy xuống. Thấy vậy mới lôi tôi xuống suối, ngâm tay xuống dòng nước lạnh. Rồi nó trở lên, đem con cá về bổ sung cho bữa cơm. Tuy cơn đau nhức vẫn không suy giảm, dạ, nhưng do quen với cảm giác nên tôi đã bình tĩnh trở lại và làm công việc tắm rửa cho xong tôi trở lên thì xoang đã chuẩn bị xong cho tôi một thau nước ấm pha muối để ngâm bàn tay để ngập bàn tay ở trong nước cái nóng dần làm dịu bớt cơn đau nhưng bàn tay vẫn còn sưng múp ngón nào cũng tròn trịa dễ thương suốt buổi chiều hôm đó tôi nằm trên võng mà gặm nhấm những cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ trong từng nhịp đập của con tim khi trời xế chiều, vừa ăn cơm xong thì nước suối đột nhiên dâng lên nhanh. Tiếp ngay sau đó là một trận mưa lớn đổ ập xuống toàn khu rừng. Chúng tôi không kịp trở tay gì thì đã ướt hết cả ba lô, quần áo, võng mạn. Vội vàng cuốn gói đồ đạc, chúng tôi chạy đua với tốc độ nước dâng của dòng suối. Vì ở đây là ngã ba suối nên nước ở mọi hướng đều đổ tràn về. Chúng tôi trèo lên bờ suối trong cơn mưa nhiều chút đất dưới chân trở nên nhão nhoét trơn tuột bám lấy mấy gốc tre khô thì chúng cũng bị bật gốc do đất mềm hầu như không có chỗ nào bấu víu đến bây giờ tôi cũng không hiểu mà bằng cách nào tôi và những người khác bò kịp thời lên trên bờ suối trong khi chỉ khoảng hơn mười lăm phút sau là mực nước đã dâng cao đến gần bờ dòng nước chảy xiết quần quận dưới cơn mưa lũ tầm tã. Khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, thì cơn mưa nhẹ hạt, nhưng không dứt mà cứ giả dích trong bóng đêm dần xuống. Chúng tôi tìm những gốc cây ngồi dựa vào trong đó, chùm lên người tấm ni lông và chịu trận cho qua đêm. Quần áo ướt làm tôi thấm lạnh, bó gối run cầm cập. Nhưng sự mệt mỏi do đi đường và cơn đau hành hạ lại thêm tiếng lộp bộp đều đều của những giọt mưa rớt trên tấm ni lông đã dẫn du tôi và giấc ngủ lúc nào không hay ánh mặt trời lên đã làm cho không khí bớt lạnh cơn mưa đêm đã dứt hạt từ lúc nào mọi người đã thức dậy cả đang lục tục sắp xếp lại đồ đạc bộ quần áo của tôi bị mưa ướt đêm qua giờ cũng đã không còn sũng nước nhưng vẫn ẩm và hôi tôi cởi ra đem đến bờ nước rũ qua rồi vắt lên nhánh cây ở gần đó. Cái ngã ba suối ngày hôm qua cạn kiệt trơ đáy, hôm nay đã ngập gần tới bờ. Nước dâng cao, hai bờ suối đã cách nhau đến gần chục mét. Những bờ cát bụi tre khô, đá lớn đá nhỏ đã chìm trong lòng suối. Nhìn ra giữa chỉ thấy dòng nước đang cuốn chảy từ đầu nguồn đổ về. Mở ba lô ra thì tất cả đã bị thấm nước tôi đành tung ra hết và vắt quanh mấy nhánh cây để hòng cô quần áo chăn mạn ba lô đều ướt hết may mà có cuốn sổ tay mấy bức thư và cái hộp quẹt diêm mấy hộp liều phóng đạn cối tôi bỏ vào trong bọc ni lông nên không ướt ngó ra xung quanh ai cũng giống mình ướt hết cả vì đang là mùa khô nên ai cũng chủ quan cơn mưa đầu mùa lớn và bất ngờ quá trở tay không kịp chỉ còn mỗi cái quần đùi ở trên thân tôi lết qua ngồi cạnh bếp lửa mà xoang đang nấu cơm bàn tay tôi vẫn sưng lên nhưng không còn nhức nhiều nữa còn bàn chân thì tôi đã tháo băng từ chiều hôm qua có lẽ nhờ nước mưa rửa sạch và một đêm ngủ yên sáng nay đã thấy đượm một màu trắng hồng đang kéo ra non và không còn thấy đau nữa xoang đem bàn tay tôi và nói cơ địa tôi cũng lành có nhiều người bị cá bò đánh thì sốt nằm liệt giường luôn tèm một hơi thuốc quá mà thuốc lá thuốc lào cũng không còn nữa tôi bốc một nhúm trà bắc xé một góc trang sách quấn thành điếu thuốc để hút không biết từ lúc nào mấy cuốn sách của tôi đã mỏng dần theo là gói thuốc dê cò ke và đến bây giờ là trà móc câu thái nguyên rít một hơi vào không có mùi vị nhưng lại có khói, cũng hít hà rồi phì khói khét lẹt. Có khói cho đỡ nhớ vậy thôi, chứ đâu có đỡ nghiền. Cơm vừa chín tới, tôi phụ xoang xuống sới cơm, lấy khăn ra vắt thành những nắm cơm to tròn cho ngày hành quân hôm nay. Anh Thiện ước, xeo và hoàn, lo trải ni lông, đổ gạo ướt trong mấy cái ruột tượng ra để phơi. Mấy quả đạn cối cũng được xếp ra phơi khô sau đó thì quay ra lau súng Nhìn qua các bộ phận khác Thấy ai cũng ướt như mình Trận mưa này ngày hôm qua Đột ngột Ai cũng lo chạy nước suối dâng Nên không che được cơn mưa lớn Khoảng hơn 7 giờ Sau khi ăn cơm sáng xong Mặt trời đã lên cao Thì có lệnh hành quân tiếp Tôi khoác bộ quần áo Vừa ráo nước vào người Bộ đồ còn lại và cái mùng, cái võng đều còn ướt. Cả cái ba lô cũng ướt nốt Tôi treo hết tất cả mọi thứ lên hai đầu gánh đạn, vừa đi vừa phơi luôn. Nhìn tôi lúc đó giống thằng chạy giặc hơn là đi đánh giặc. Nhìn quanh thì thấy nhiều người cũng giống mình, trên vai một gánh quần áo chăn màn. Bàn chân tôi được quấn vải lót, lại đang kéo ra non nên không còn đau rát nhiều như hôm trước nữa. Hành quân bộ mấy ngày liên tục, đôi chân tôi đã săn lại, cái bắp chân không còn đau nhức đôi vai cũng đã quen dần với gánh nặng, nên cũng cứng lên như hai cục u thịt hai bên. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Rừng dầu tiếp nối nhau. Những cây dầu lâu năm, thân to vài người ôm mới hết, vươn thẳng cao với những cảnh khẳng khiu tỏa ra xung quanh. Cơn mưa đêm qua chỉ là cơn mưa rào lạc lõng, báo hiệu cho mùa mưa sắp đến mà thôi. Không đủ để cho rừng khộp này chống trọi lại với cái nắng mùa khô nên khi mặt trời lên tầm tranh chết cao thì dư âm của trận mưa đêm qua đã không còn nữa cái không khí nóng và khô lại phủ trùm các không gian lá dầu vàng rụng đầy dưới mặt đất những bước chân lính bước qua vang lên tiếng lào xào giữa không gian vắng lặng nhìn xung quanh chỉ thấy một màu vàng đỏ úa của lá khô Lá khô bám trên những nhánh cây sờ xác Lá khô rụng xuống đất, trải đều khắp mọi nơi. Hòa cùng với những bụi cỏ bên dưới, cũng một màu khô vàng. Cả khu rừng đã trở thành một bữa tiệc thịnh soạn bày sẵn. Chào mời bà Hỏa ghé tăm. Mặt trời càng lên cao, thì sức nóng càng gai gắt. Quần áo mà tôi vắt trên gánh đạn đã khô cứng, trong khi quần áo tôi đang mặc lại ướt đẫm mồ hôi. Không gian bị nung nóng dưới ánh nắng Hơi nước cũng không còn Để làm ẩm bầu không khí xung quanh Chỉ có mồ hôi của lính Là thứ duy nhất Được gọi là nước Nên có những con ruồi nhỏ Như ruồi giấm Cứ bay vo ve ở xung quanh Hồng tìm cách đậu vào Hút giọt mồ hôi đang đọng ở trên mặt Trên cổ người lính Đội hình dừng lại giải lao Tôi xếp lại đồ đạc Và cho vào ba lô May mắn là mấy cuốn sổ sách, thư tử, tôi cuốn riêng vào một gói ni lông, nên không bị ướt. Bị đống nước còn chưa được nửa bình. Tôi chỉ uống một ngụm nhỏ, chứ không dám uống nhiều. Chợt nghe phía trước, có tiếng lao sao. Tin chuyển miệng từ trên xuống. Tôi được biết, thằng núi lính thanh hóa ở trung đội 2 bị sốt rét quật ngã, không đi được nữa. Phải chặt cây làm cáng để cáng đi. Đi tác chiến độc lập mà lại luồn trong rừng sâu không biết khi nào mới ra điểm tiếp viện quân địch rình rập ở xung quanh khắp nơi chỉ thấy rừng dầu nắng như đổ lửa không có một giọt nước mà bây giờ thêm một đồng đội không đi được cả đại đội phải luân phiên cáng đi dù cho đồng đội có bệnh bị thương hay hy sinh thì đơn vị cũng phải bằng mọi giá đưa về đến nơi tập kết chứ không bỏ lại ở trong rừng chúng tôi lại tiếp tục lên đường chiếc cáng bệnh binh được đi giữa đội hình rừng khô khốc trụi lá nham nhở và trải rộng một màu vàng cháy mặt đất dưới chân chúng tôi khô cứng mỗi khi đạp chân xuống tôi có cảm giác như có ai đó ở bên dưới chọc ngược vào những vết lở ở lòng bàn chân đầu thốn không còn nước nữa tôi đã uống ngụm nước cuối cùng từ lúc nào cũng không biết Cổ họng tôi đã khô lại, đắng ngắt. Nước bọt cũng không còn để nuốt. Cơn khát bắt đầu dày vò tôi. Có lúc chúng tôi bước qua một lòng suối cạn, chỉ có cát và những hòn đá. Sỏi phơi ra dưới cái nắng tiêu đốt. Không có nước, không thấy nơi đâu có nước cả. Trần vẫn bước đi trong tê dại, không còn cảm giác đau nữa. Cả đại đội cứ lầm lũi đi trong cái nắng như tiêu đốt của mùa khô chợt nghe truyền miệng từ trên xuống có nước cả dòng người như bừng tỉnh bật nhanh lên phía trước chúng tôi hấp tấp lao lên có nước thật một vũng nước lớn rộng như một cái ao làng đột ngột xuất hiện giữa vùng rừng khô cháy mênh mông lấp loáng dưới ánh nắng những vũng này chỉ còn một lớp sâu khoảng một gang tay còn lại ở bên dưới là bùn tôi chồm tới dỡ chiếc nón cối múc đầy nước ngửa cổ uống ừng ực. Ngụm nước đi tới đâu, người tôi như tỉnh tới đó. Dù có vàng bạc châu báu thì cũng không quý bằng được ngụm nước ở giữa mùa khô như thế này. Đang ngây ngất, cảm nhận sự thỏa mãn cơn khát. Cho tôi nhận thấy có gì đó động đậy ở dưới lúc bùn bên dưới. Thọc tay xuống thì có gì đó động đậy thật. Rồi chợt vài con cá trồi lên, quẫy tung lên, khuấy động lớp bùn non ở bên dưới làm cho nước bên trên thành đục ngầu cá quá nhiều chúng chen chúc nhau nằm thành nhiều lớp vùi trong bùn sâu đến đầu gối đây là một trong những hố trũng còn sót lại giữa khu rừng khộp hàng trăm cây số này cuối mùa mưa còn bao nhiêu nước ở trong rừng đã đổ dồn hết về đây để kéo theo tất cả cá trong vùng để rồi qua nhiều ngày nắng gắt của mùa khô nước cạn dần chỉ còn lại một vũng lầy lẻ loi như thế nguồn sống duy nhất của lũ cá khốn khổ kia sau cơn khát mọi người lại khấy khoái trá với một thúng cá khổng lồ ở giữa rừng mà chỉ cần thò tay xuống bốc lên là có cá ăn nên không ai bảo ai cùng ùa xuống bắt cá thảy lên bờ toàn bộ vũng nước bị khuấy động bởi đám lính và cơ man nào là cá bên dưới bồn sục lên nghe ỏng ọc đang say sưa bắt cá chợt nghe tiếng anh nghiêm đại đội trưởng la lớn đi mẹ chúng mày quậy nước đục hết thế này thì lấy gì mà uống khi đó thì đã có rất nhiều cá cá lóc cá chê cá rô bị hất lên bờ đang nhảy soi sói đám lính trẻ chúng tôi bước lên khỏi vũng nước và nhìn lại thì hợi ôi chỉ không để năm phút cua quào của mấy chục con người vũng nước đã không còn nữa, mà chỉ toàn là một thứ bùn đục ngầu màu nâu đỏ quánh đặc, sền sệt như súp trong nồi đang sôi. Luật nhân quả của nhà Phật ứng vào chúng tôi ngay lúc này. Chỉ vì say xưa với việc bắt cá mà chúng tôi đã quậy vũng nước duy nhất thành một vũng bùn, không thể nào lắng đọng lại được. Để có nước nấu cơm và nước uống, chúng tôi phải đào những cái hô nhỏ cạnh bên mép nước để chờ nước thấm qua đất hy vọng sẽ lọc chặn được bùn lại nhưng đời không như mơ nước thấm từ từ qua đất đọng lại ở trong hố vẫn đục ngầu một màu nâu như cà phê sữa đất đã không chặn được hết bùn tôi lấy căn mặt túm lại làm một cái màng lọc với hy vọng sẽ trong hơn nhưng bổ ích cái khăn trắng trở nên nâu đỏ trong khi nước lấy vẫn lờ lờ một màu nâu đục đành phải dùng thứ nước đó để mà nấu cơm và nấu nước uống. Cơm nấu xong thì ngăn nghe sộn xạo ở trong miệng vì là món cơm trộn bùn. Còn nước uống thì dù đã hãm nhiều trà vào rồi nhưng vẫn một màu nâu và mùi tanh của bùn vẫn bốc lên nồng nặc. Chỉ có cá nướng, cá luộc là được ăn thỏa thích. Lệnh đại đội chuyển xuống dừng chân ở lại đây hôm sau mới tiếp tục hành quân. Chúng tôi tản ra, bố trí đội hình xung quanh hố nước, và sau đó thì súm lại làm cá, treo lên cây để phơi khô. Buổi chiều hôm đó, cả đại đội giống như một làng trài, chỗ nào cũng thấy người mổ cá, treo lên những cành cây là từng sâu cá lủng lặc đong đưa. Một đêm yên ả nữa trôi qua trong vùng rừng khộp mênh mông. Tôi nằm đong đưa ở trên võng, nhìn sao ở trên trời, mà đếm tiếng tắc kè kêu trong đêm. Không biết từ lúc nào tôi đã không còn thấy nỗi nhớ nhà ra giết nữa. Hoàn cảnh bắt buộc mình đi tới, cuốn vào những trận chiến, những cuộc hành quân. Người lính đã trở thành quen với việc đối mặt với thực tế, chấp nhận với hiện tại để sống và vượt qua gian khổ hiểm nguy. Ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Cả đoàn quân đi, mỗi người một gánh cá, hai đầu, lủng lặng, trông rất buồn cười. Vì không mang theo được tất cả, nên chúng tôi chỉ thấy đi những sâu cá lớn, còn thì bỏ lại, treo đầy trên cây. Đi giữa cái nắng mùa khô này, thì không mấy chốc cá sẽ khô ráo thôi. Lại tiếp tục là rừng dầu nối tiếp nhau. Đi được hơn khoảng một giờ tiếp, thì lại có lệnh dừng. Ban chỉ huy đại đội triệu tập cán bộ B lên hội ý và sau đó thì chúng tôi triển khai đội hình vận động chiến đấu. Phía trước chúng tôi khoảng hai cây số có một phum mà trong đó vẫn còn có người ở. Cái phum này ở đơn độc giữa rừng sâu. Đường đi đến phum gần nhất là Vây lưu cũng cách xa đến 40 cây số. Theo đánh giá của chỉ huy thì chắc chắn nơi đây là nơi ẩn trú của tàn quân Pol Pot đội hình triển khai với trung đội tiến thẳng theo hướng chính diện một trung đội đánh tạt sườn và một trung đội vòng lên phía sau phum để đón lõng địch tháo chạy riêng tiểu đội cối của tôi thì đi sau cùng ban chỉ huy đại đội vừa đủ tầm để bắn chi viện vừa để đảm bảo vệ phía sau tất cả các sâu cá được sắp xếp lại cột lên nắp ba lô súng đạn sẵn sàng chúng tôi từ từ tiến lên trong im lặng không đi theo đường xe bò nữa mà cắt thẳng đường rừng vì sợ địch gài mìn trên đường mòn hai trung đội làm nhiệm vụ đón lõng và đánh tạt sườn đã xuất phát trước bộ phận còn lại xuất phát sau khoảng nửa tiếng đồng hồ con đường xe bò xuyên giữa rừng cây cong quang quẹo quẹo đầy cát và bụi những gốc cây bụi cỏ hai bên đường đều ẩn chứa những mối nguy hiểm chúng tôi im lặng tiến chầm chậm đến gần phum trong sự thận trọng đối mặt với nỗi sợ hãi chết chóc bao trùm tiểu đội cối chúng tôi được lệnh dừng lại cách phum khoảng hơn 100 trăm mét chúng tôi giá súng căn sảnh tầm hướng và ngồi chờ lệnh sự im lặng nặng nề bao trùm không gian trong giây phút chờ đợi nổ súng cảm giác hoảng sợ lại chợt đến hai hàm răng của tôi lại đánh vào nhau lột cộp mà không thể tự chủ được một lúc lâu sau thì có ba phát súng báo hiệu quân ta đã làm chủ tình hình. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng tan biến. Bên trong phum không có địch. Ban chỉ huy đại đội cho lệnh tiến vào trong phum. Khung cảnh bên trong phum đúng theo kiểu mẫu của những khu tập trung của bọn Pốt. Giữa phum là một hội trường lớn, sức chứa cả trăm người, có kho tóc chung, bao chung quanh đó là khoảng chục ngôi nhà tập thể lớn mỗi căn ở được vài chục người có bếp nấu ăn chung với những cái nồi to chuồng heo chuồng bò chung một cái giếng lớn và rất sâu nằm cạnh bếp tất cả theo đúng tư tưởng của bọn pol pot tất cả mọi thứ từ của cải vật chất cho đến cuộc sống con người đều là của chung chúng tôi chắc chắn rằng nơi đây vẫn còn duy trì chế độ ăn ca nhưng không thấy địch mà chỉ có dân thôi. Có lẽ bọn địch phát hiện được quân mình, thấy tương quan lực lượng không có lợi nên chúng đã không dám nổ súng. Trung đội 2 đã gom cả dân lại, ngồi ở khoảng đất trống giữa phum. Có khoảng chừng hơn bốn chục người, gồm cả già trẻ trai gái, với bộ dạng ốm yếu gầy đói. Đa số là phụ nữ và trẻ em. Đàn bà con gái đều được cắt tóc ngắn chấm ngang vai đúng kiểu phụ nữ Trung Hoa thập niên 1960. Đàn ông, đàn bà đều mặc đồ đen. Chỉ chiếc khăn cà ma quấn canh cổ là có màu hồng đỏ. Trên gương mặt của họ hẳn lên nét khô cằn khắc khổ. Chúng tôi đi ngang qua phum. Họ nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt trũng sâu. Trong mắt họ, tôi nhìn thấy sự sợ hãi cùng cực. Đối với người dân Campuchia sống dưới chế độ Pol Pot thần chết luôn luôn đồng hành với họ. Anka có toàn quyền sinh sát với mọi người dân và luôn cả với lính của chúng. Họ đã quen nhìn thấy những hung thần với khẩu súng trên tay, sẵn sàng cướp đi mạng sống của bất cứ người dân nào. Hôm nay, họ lại thấy những người lính Việt Nam với vũ khí ở trong tay. Có lẽ trong suy nghĩ, họ đang hoang mang, không biết rằng những người lính này có giống như ăn ca của khmer đỏ hay không là người tốt cứu họ thoát khỏi địa ngục hay cũng sẵn sàng giết người mà không run tay như bọn bồn pot anh hùng chính trị viên trực tiếp đến xem xét chúng tôi gần như chắc chắn rằng đàn ông trong phun này đều là lính bồn pot và chúng vẫn đang duy trì chế độ ăn ca tại đây tuy nhiên không có cơ sở nào chứng minh cho điều đó nên cần thiết phải tách họ ra để hỏi cung sau khi cho phụ nữ, trẻ em và người già trở về trong các ngôi nhà xung quanh. Còn lại 13 người nằm trong lứa tuổi thanh niên, trung niên thì bị giữ lại vì nghi là tàn quân Pol Pot. Những người này được dẫn ra một ngôi nhà nằm xa ở cuối phung và bị trói chung lại với nhau. Các trung đội bộ binh chia nhau ra lục soát khắp nơi ở trong phung nhưng không tìm thấy vũ khí đạn dược. Anh Hùng chỉ định hai ba người đi cùng để trao hỏi tù binh còn lại các trung đội bộ binh được bố trí đội hình bọc vòng ở phía ngoài phum. Ban chỉ huy đại đội và tiểu đội cối nằm ở dưới mấy nhà dân cạnh cò thóc. A-10 được ra nhiệm vụ canh chừng những người dân không cho họ đi ra khỏi khu vực giữa phum. Hôm nay đến lượt tôi nấu cơm, một việc nhẹ nhàng đơn giản nhưng cực kỳ khó khăn đối với tôi. Vì việc bếp núc, tuy tôi đã tập quen từ lúc vào đơn vị, nhưng kinh nghiệm để cho nồi cơm không sống không cháy không khê thì hên xui có lúc vẫn bị thất bại nhất là khi nồi cơm khê thì chỉ có bị nghe chửi và phải đổ bỏ chứ không ai chịu ăn vì ăn cơm khê là điểm xui xẻo chết người đối với lính chiến đấu cuộc tra hỏi những người tình nghi là lính Pompos kéo dài suốt cả buổi chiều và có một tên khai nhận có giấu vũ khí ở trong rừng đêm hôm đó tôi lại trải qua một đêm chập chờn nửa thúc nửa ngủ vì cứ có cảm giác như quân địch đang rình mò ở đâu đó xung quanh sáng ngày hôm sau anh hùng cùng năm người trang bị đầy đủ súng ak và hỏa lực dẫn tên lính pol đó đi lấy vũ khí còn các trung đội chúng tôi thì được lệnh chuẩn bị hành quân vào buổi trưa tôi lại bắt tay vào việc nấu cơm nắm nhưng không phải để ăn với mắm cô nữa mà là với cá khô của ngày hôm trước vẫn còn rất nhiều toán người của anh hùng đi đến khoảng nửa buổi sáng thì quay trở về không thấy vũ khí đâu mà cũng không thấy tên địch nào theo về mọi người nói rằng nó lừa quân mình và đã chạy thoát được ở trong rừng những người ở nhà nghe nói vậy thì biết vậy thôi chẳng ai hỏi han thêm gì nữa ai cũng lo công việc của mình không có thời gian đâu mà lo chuyện bao đồng lệnh đại đội truyền xuống phải đưa tất cả dân đi ra khỏi rừng đến vùng gần nhất là sở vây lêu dưới chân núi hồng nằm trong vùng kiểm soát của bộ đội việt nam các trung đội tỏa ra đến từng nhà tập trung dân lại để đưa đi họ ngồi túm tụm lại giữa sân biết rằng sẽ phải ra đi họ đã gom góp đồ đạc để mang theo mà có gì để mang theo mỗi người chỉ có túm quần áo Mỗi gia đình chỉ có cái nồi, mấy cái ống tre đựng nước, con dao cái dựa. Cả phum chỉ được 5 chiếc xe bò. A mời của tôi thì có nhiệm vụ phân phát gạo để cho dân mang đi theo đường. Trong nhà kho, đống tóc gạo vun cao lên khỏi đầu người, nhưng chưa dã nên gạo chỉ có được mấy bao. Tôi lấy cái nón cối xúc cho mỗi người được một nón. Họ trải chiếc khăn cả ma để đựng. Mỗi người một túm độ chừng 3 cân. Còn bộ đội ta thì dù gạo ở trong ruột tượng đã vơi gần hết, nhưng không ai muốn lấy thêm, vì biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của trạng hành quân này, nên chắc chắn sẽ có tiếp viện. Bây giờ mà lấy thêm gạo thì chỉ tổ vác nặng mà thôi. Đoàn người bắt đầu lên đường, vì chỉ có một đường độc đạo ra bưng mê lia để đến sở Vây Lêu, và dân đã biết đường đi nên chúng tôi để dân phun tự đi trước khoảng một tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi mới khởi hành trước khi ra đi chúng tôi được lệnh phóng hỏa đốt kho thóc vì nếu để lại sẽ là nguồn tiếp tế cho bọn lính pol pot trong rừng lửa mang đến nguồn sống cho con người nhưng lửa cũng là sự hủy diệt tàn bạo đối với sự sống ngày hôm qua tôi đã tạo ra lửa từ hai hòn đá để duy trì sự sống của chúng tôi nhưng ngày hôm nay tôi lại dùng lửa để tiêu hủy đi nguồn nuôi dưỡng của sự sống tại phum này. Ngôi nhà bằng cây gỗ lập đá, trong thời tiết mùa khô nắng cháy, gặp lửa cháy nhanh chóng, ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, các trung đội khác cũng phóng hỏa, đốt luôn những ngôi nhà còn lại. Trong chốc lát, toàn bộ phum đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đội hình đại đội không đi theo đường xe bò vì sợ bị phục kích. Chúng tôi cắt rừng đi song song, cách con đường khoảng hơn 100 mét. Nhóm tù binh bị cột tay chung với nhau, đi thành dây ở phía sau. Bộ phận dẫn giải tù binh do so một cán bộ đại đội chỉ huy đi tụt lại dần vì vướng víu. Không thể đi nhanh theo kịp tốc độ hành quân. Chúng tôi cứ thế miệt mài. Không còn để ý đến không gian, thời gian gì nữa. Chỉ mong sao mau tới nơi để được nghỉ ngơi sau chặng hành quân dài ngày. Đi gần một giờ đồng hồ thì chúng tôi đến một bờ suối nhỏ. Giữa mùa khô nắng cháy này, con suối nào ở Campuchia cũng đã cạn hết. May mắn lắm thì chỉ có một dòng nhỏ róc rách len lỏi qua những hòn đá sỏi ở dưới đáy suối. Nhưng đối với chúng tôi thì thật hạnh phúc.